chương 1780, quả đào hiển huy. Bành, theo một kiện tiên bảo nổ tung, cái kia trọng thổ cự thú, trực tiếp tan vỡ. 15 hơi thở thời gian, cũng là đến. Tại cổ phong như vậy điên cuồng tiên bảo tự bạo phía dưới, phượng đạo cô không có thương tổn được cổ phong nửa phần. Ngược lại chính mình tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, cổ phong đi vào một phiến tinh không toái thạch chỗ, nơi đây địa hình phức tạp, ngoại nhân coi như tìm đến, cũng muốn tìm một hồi. Cổ phong bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía phượng đạo cô, phượng đạo cô giờ phút này mặt mày xám xịt, thụ thương lại là không nặng, chứng kiến cổ phong dừng lại, lập tức cười lạnh một câu, không chạy nổi sao? nhận lấy cái chết, lời nói ở giữa, phượng đạo cô cười lạnh một tiếng, lần nữa vỗ một cái mặt đất. tam giai tiên thuật trọng thổ cự thú, lần nữa thi triển, cự thú lại ra, giờ khắc này, cổ phong sắc mặt như thường, hắn vỗ một cái túi càn khôn, rất nhanh, một khỏa thanh sắc quả đào chính là bay ra. thu Cổ phong mở miệng, lập tức, tiên lực điên cuồng tràn vào quả đào bên trong. Lập tức, cái kia quả đào bên trên, tản mát ra vô biên thanh sắc gợn sóng, cái này vô biên thanh sắc gợn sóng phía dưới, hóa thành một cái cự đại thanh sắc tiên khí vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vừa ra, cái kia tiên lực cô động trọng thổ cử thú, thân thể hẳn là bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, chính là hướng thanh sắc quả đào tiến vào xu hướng. Đây là bảo vật gì? Đáng chết, phượng đạo cô gặp tình hình, không chút do dự, tiên lực điên cuồng tràn vào trọng thổ cự thú bên trong. Giống, cái kia trọng thổ cự thú, phát ra một thanh gào thét, giống như muốn tránh thoát thanh sắc vòng xoáy vây khốn. Phốc, cổ phong bên này sắc mặt tái đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tam giai tiên thuật quả thật không phải dễ đối phó như vậy, mà giờ khắc này, cổ phong một thanh quát lên, thu. Lời nói này ở giữa, cổ phong bên trong đan điền, toàn bộ tiên lực, toàn bộ đều tràn vào thanh sắc quả đào bên trong. Thanh sắc vòng xoáy hấp xả lực lượng, trong nháy mắt càng lớn cái kia trọng thổ cự thú nửa cái thân thể đã bị hút vào trong đó lão tử đan dược có rất nhiều cổ phong một thanh quát lên một thanh khôi phục tiên lực đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng trong nháy mắt thân thể tiên lực trực tiếp bộc phát đan điền trong nháy mắt bị lấp đầy mà đồng thời những cái này tiên lực lại là tràn vào thanh sắc quả đào bên trong ngao thanh sắc quả đào hấp lực bộc phát đến cực hạn trọng thổ cự thú rốt cuộc hoàn toàn bị hút vào trong đó cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thanh sắc quả đào, khắc chế toàn bộ tiên thuật, cái này, cái này sao có thể? Phượng đạo cô trong mắt, tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Người bại, cũng tại lúc này, cổ phong thân ảnh bông nhiên tới. Hai khỏa man lực đan, sớm đã nhét vào trong miệng, kinh khủng nhục thân lực lượng, trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Bành, một quyền này, hung hăng đánh vào phượng đạo cô bụng bên trên. Phượng đạo cô lập tức trong miệng tiên huyết phun mạnh, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Bành bành bành. Phượng đạo cô liên tiếp đụng nát bảy tám khối cự đại tinh không cự thạch, cuối cùng thân thể khảm nạm tại một cái tinh không cự thạch bên trên. Tiên hồng huyết thủy, từ góc miệng chảy xuôi xuống, nàng bài, mắt thấy, góc miệng mang theo huyết thủy cổ phong, từng bước một hướng về chính mình đi tới. Ngươi, phượng đạo cô nhìn lấy cổ phong, trong mắt mang theo không cam lòng, chẳng qua đồng thời cũng có kính nể. Cho dù là ỷ vào bảo vật oai, nhưng đổi lại những người khác, có những bảo vật này, tuyệt đối không phải là đối thủ mình ngay từ đầu tiên bảo không ngừng tự bảo về sau không ngừng nuốt đan dược cưỡng ép thôi động cái kia hấp thu tiên lực bảo vật cuối cùng thừa dịp chính mình hoảng hốt ở giữa trực tiếp cận thân lấy hai mai tăng cường nhục thân lực lượng đan dược đem nhục thân lực lượng bảo tăng đến cực hạn một kích định thắng cuộc cái này toàn bộ từ đầu tới đuôi không có chút nào lỗ thủng đáng nói người cái này một bộ quần áo quá mức sách dưới ta cũng lười muốn cổ phong ánh mắt đảo qua bình thản một câu lập tức đem phượng đảo cô túi càn khôn gỡ xuống đem bên trong cái kia tổn hại phất trần xuất ra, ném cho phượng đạo cô, người bảo vật này, ta không hứng thú, cái khác, đều về ta toàn bộ. Lời nói ở giữa, cổ phong cưới tại đà điều trên lưng, liền muốn ly khai. Ngươi, không giết ta, phượng đạo cô giờ phút này kinh ngạc thanh âm, tại cổ phong sau lưng truyền đến. Nàng trong mắt, mang theo nghi hoặc, nàng phía trước đối với cổ phong động sát tâm, bây giờ chính mình bại cục đã định, đối phương nhất định nhưng bất động tay, việc này nhường nàng không thể tin được ta đại hồ tử đánh cướp tài vật không giả nhưng theo lúc trước phản thú tinh đến bây giờ bị nửa cái linh tham tinh khu tu giả đuổi bắt ta giết qua một người sao cổ phong nhìn về phía phượng đạo cô nhạt nói ngươi phượng đạo cô trong lúc nhất thời không lời nào để nói nếu không có bị buộc đến cực hạn ai cũng sẽ không dựa vào đánh cướp mưu sinh ta sửa tình hy vọng ngươi sẽ không nói quá nhiều lời nói hạ xuống cổ phong rời đi có lẽ chúng ta đều nhìn lầm người này phượng đạo cô mở miệng ánh mắt biến hóa, ánh mắt biến hóa, đại hồ tử một mực không giết người, đại biểu hắn cũng không phải là vô cùng hung ác chi đồ, ngay từ đầu đánh cướp, có lẽ thật sự là vì tu hành tài nguyên, bất đắc dĩ, mà bây giờ, là đám người vây bắt hắn, hắn bất đắc dĩ mới phản kích. Cũng tại lúc này, một bóng người bông nhiên tới, người đến dáng người cực kỳ cường tráng cao lớn, người này chính là man thể tinh tinh chủ, ngao nghiễm thiên. Linh tham tiên nhân bảng, chiến lược bài danh thứ 20 tồn tại. Ngao nghiễm thiên chứng kiến phượng đạo cô, lập tức ánh mắt biến hóa, Phượng Đạo Hiếu, cái này đại hồ tử, chẳng lẽ còn có gì giúp đỡ không thành? Không có giúp đỡ, đại hồ tử, rất mạnh, ta bại cho hắn. Phượng Đạo Cô, mở miệng nhạt nói, cái gì, ngao nghiếm thiên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tiên đạo nhị giai tu giả, như thế nào đánh bại một cái tiên đạo tam giai. Chẳng qua lập tức giật mình, nghe nói hắn tại đấu giá hội bên trên, theo kim đao hành cái kia đạt được đến tứ giai phòng ngự tiên phù, còn theo thọ vân nơi đó, đạt được tam giai thủ hộ tiên hồn, như vậy một tên tiên đạo tam giai tu giả, ứng phó hắn thật có chút phí sức. Phượng đạo hiếu, ta chỗ này có chút đan dược, người uống vào, thừa dịp người này có tổn thương tại thân, chúng ta nhanh chóng truy kích, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể đem hắn bắt được. Ngao nghiếm thiên, mở miệng lần nữa, đại hồ tử đánh bại ta, không dùng cái kia tứ giai phòng ngự tiên phù, cũng không hề dùng cái kia tam giai thủ hộ tiên hồn, ứng phó hắn, chỉ sợ chỉ có xếp hạng thứ 10 người, mới có thể làm đến. Việc này, ta không tham dự nữa. Lời nói hạ xuống, Phượng Đạo Nhân kéo lấy mỏi mệt thân thể, rời đi. Cái này tiểu tử, không thể mạnh như vậy, nhất định có vấn đề, việc này cơ duyên tạo hóa to lớn, ta tuyệt không thể buông tha. Ngao nghiễm thiên nghĩ đến, lần nữa cực nhanh mà đi. Bên trong tinh không, một chỗ khác, hỗn trướng, kim đao hành, góc miệng mang theo một tia máu tươi. Hắn tại kim đao chỗ sâu nhất, lưu lại một đạo thần niệm vỡ nát hắn đã chiếm được tin tức, cổ phong tự bảo, chính mình cái kia ba thanh kim đao. Giờ khắc này, kim đao hành nội ý, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cái kia ba thanh kim đao, mặc dù phẩm giai chỉ là nhị giai tiên bảo, nhưng là kim đao hành thổi nhỏ mang theo trên người đồ vật. Tại thật lâu phía trước, cái này ba thanh kim đao còn chỉ là phổ thông binh khí, theo sau hắn tu vi tăng lên, không ngừng tăng lên phẩm giai. Nhưng dù sao vật liệu phổ thông, đạt tới nhị giai tiên bảo về sau, liền là cực hạn chương 1781, chấn động linh tham. Nhưng cho dù như vậy, kim đao hành cũng là đối với cái này ba thanh kim đao bảo vệ rất nhiều, đi ra ngoài thời điểm, coi như không thích mang cái khác tiên bảo, cũng phải dẫn cái này ba thanh kim đao. Mà bây giờ, cái này ba thanh nương theo hắn trưởng thành kim đao, lại bị cổ phong như vậy trực tiếp tự bảo. Cái này khiến hắn lửa giận trong lòng, đạt đến cực hạn. Đáng chết, một đám rác rưởi tiên đạo tam giai, đều không thể bắt lấy cái này cổ phong, quả thực là thùng cơm, cái này linh tham tinh khu tu giả, quá mức phế vật. Kim đao hành tức giận mở miệng, thiếu chủ, bây giờ cổ phong có tổn thương tại thân, đồng thời tiếp xuống không ngừng có tiên đạo tam giai tu giả cùng đối chiến, hắn cho dù có đan dược lượng lớn thôn phệ, nhưng thể nội đan dược tạp chất càng ngày sẽ càng nhiều, như vậy hắn tốc độ khôi phục cũng càng ngày sẽ càng chậm, còn có nửa tháng, hắn tuyệt đối trốn không được, chúng ta nhất định có thể đem hắn bắt. Kim đại mở miệng, nghe nói bạch tham tiên vương, điều động trịnh trưởng lão xuất thủ, cái này trịnh trưởng lão danh xưng linh tham tinh khu, bạch tham tiên vương phía dưới, đệ nhất nhân, hy vọng đừng để ta thất vọng. Bên trong tinh không, một phiến trong sương mù, phốc, cổ phong phi hành trong đó, trong miệng lại là tiên huyết phun ra. Cùng phượng đạo cô một trận chiến, nhìn như đơn giản, vốn lấy cổ phong tiên đạo nhất sai tu vi, như vậy nhờ vào đan dược và tự bảo tiên bảo ngạnh kháng, hay vẫn là thụ thương không nhẹ. Có thể nói, phía trước nếu không có cổ phong cuối cùng man lực đan nuốt vào, nhục thân lực lượng đột nhiên tập kích, muốn nhanh như vậy đánh bại tiên đạo tam giai tu giả, gần như không có khả năng. Tiên đạo tam giai tu giả, như vậy cường đại, lần này ta có thể thắng phượng đạo cô, cũng là có chút ít ngưu lợi, mà phượng đạo cô, hay vẫn là toàn bộ linh tham tinh khu bên trong, tiên đạo tam giai tu chân giả bên trong, chiến lược yếu nhất. Cổ phong ánh mắt dần dần biến hóa, hắn cảm giác được chính mình tu vi không đủ, nếu như cổ phong tu vi có tiên đạo nhị giai, đối mặt tiên đạo tam giai tu giả, cổ phong tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Tiểu tử, vừa rồi cuối cùng, vì sao không giết nàng, nữ nhân này có thể đối với người động qua sát tâm. Lão ngư giờ phút này mở miệng, tiên đạo tam giai tu giả, khó tránh khỏi còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh, coi như không có thủ đoạn bảo mệnh, nàng thật cá chết lưới rách, tự bảo nguyên thần, ta không chết cũng muốn trọng thương, như vậy có thể không có lợi lắm. Đang cùng nàng đối chiến đến phần cuối, ta càng là cảm giác được, có tu giả, đang cực nhanh chạy đến, nhiều hơn nữa chỉ hoãn một hồi, ta muốn đối mặt tiên đạo tam giai tu giả, có thể cũng không phải là một người. Cổ phong mở miệng, những cái này lão phu phía trước cũng đã nghĩ đến, không có vạch trần, là muốn khảo nghiệm tiểu tử ngươi một phen, ngươi không để cho lão phu thất vọng, ngươi nuốt lượng lớn đan dược, hiện đang nhanh chóng luyện hóa tạp chất, bằng không trong thời gian ngắn như vậy tạp chất trồng chất tại thể nội, ngươi tiếp xuống lại phục dụng đan dược, hiệu quả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lão ngư mở miệng, tốt, cổ phong gật đầu, lập tức, Cửu lôi bên trong, lôi điện cực nhanh khuếch tán đến thân thể các nơi, nuốt đan dược sản sinh tạp chất, đang nhanh chóng bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Sau đó phải đối mặt tu giả, sợ rằng sẽ mạnh hơn, bất quá ta còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Cổ phong mở miệng, lập tức trong mắt lạnh ý hiển hiện, kim đao hành, ta cuối cùng, sẽ cho ngươi một cái đời này khó quên ký ức. Đại hồ tử chiến thắng tiên đạo tam giai cường giả, phượng đạo cô. Việc này vừa truyền ra, tức khắc oanh động linh tham tinh khu. Phượng đạo cô là cái gì tu vi, tiên đạo tam giai cường giả A, à, toàn bộ linh tham tinh khu, cũng chỉ có 47 cái tiên đạo tam giai cường giả mà thôi. Cường giả như vậy, đều bại. Đồng thời, Phượng đạo cô, lại là truyền ra rất nhiều lời nói. Đại hồ tử đánh cướp, bất quá là bị thuốc ép, hắn là quá nghèo, như vậy mới chọc người tiên phục. Người này cũng không phải là vô cùng hung ác, không giết người, cũng không trọng thương tại người. Tất cả mọi người hồi tưởng lại, giống như xác thực là có chuyện như vậy, đại hồ tử đánh cướp qua nhiều người như vậy không có trọng thương qua bất kỳ người nào càng chưa nói giết người cho dù là bị hơn ngàn người vây bắt cũng không có thẹn quá hóa giận giết người thời điểm người này hiển nhiên không phải khát máu đổ sát hạng người như vậy ban đầu hơn ngàn người vây bắt tu giả bây giờ trong nháy mắt cắt giảm đến mấy chục người cái này mấy chục người đều là tiên đạo tam giai tu giả những cái kia tiên đạo nhất giai nhị giai tu giả hiểu rõ bọn họ cho dù liên thủ cũng không có khả năng là đại hồ tử đối thủ. Đại hồ tử không giết người, đã là nhân từ, nếu như bọn họ còn không biết tốt xấu, đại hồ tử nếu như chân nộ, giết bọn hắn, quả thật như giết gà đồng dạng. Như vậy, toàn bộ tinh không còn đang đuổi bắt đại hồ tử, chỉ có mấy chục người. Nhưng cái này mấy chục người, đều là linh tham tinh khu đứng đầu cường giả. Đặc biệt là trịnh trưởng lão, tham du trường, vưu hiểu y, thọ vân, bạch thường tiếu mấy người, bọn họ đều là đứng đầu cường giả. Càng chưa nói, đầy người bảo vật kim đao hành cùng bên người tiên đạo tam giai hộ vệ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nhưng mà, để cho người ta càng không nghĩ đến sự tình, xuất hiện. Tiếp xuống 7 ngày bên trong, liên tiếp, tiên đạo tam giai thu giả thua ở đại hồ tử đứng đầu. Linh tham tiên nhân bảng, người thứ 41, cuồng phủ lôi hạ, bị đại hồ tử mai phục, lấy mười mấy kiện tiên bảo nổ tung, trực tiếp trọng thương. Linh tham tiên nhân bảng, người thứ 36, tật phong chu thông bị đại hồ tử lấy mấy chục trượng tiên phù đánh lén chặt đứt một chân cuối cùng trọng thương linh tham tiên nhân bảng người thứ 20, thần hồn cường giả triều phong bị đại hồ tử lấy thủ hộ hồ tiên hồn phối hợp cự trảo bảo vật đánh bại nguyên thần trọng thương bất chi bất giác đại hồ tử tại linh tham tiên nhân bảng bài danh cũng đã đạt tới 23 tên đồng thời đại hồ tử hạ thủ một lần so với một lần nặng mặc dù còn không có giết người nhưng hắn tại khuyên bảo tất cả mọi người hắn cũng đã rất phẫn nộ bên trong tinh không, một khỏa thổ dân tinh thần bên trên. Oanh, một bóng người trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Cái này hố to bên trong, một đạo quần áo rách dưới thân ảnh, không là ai khác, chính là man thể tinh tinh chủ, ngao nhiễm thiên. Sau một khắc, hơn 10 kiện nhất giai tiên bảo, từ bên trên bầu trời hạ xuống, toàn bộ sông vào cái này hố to bên trong. rầm 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 tiếp theo, cái này hơn 10 kiện nhất giai tiên bảo, toàn bộ nổ tung vô biên khói lửa tràn ngập ra bên trên bầu trời một bóng người đứng ở một cây ma khí lượn lờ đại kỳ bên trên chậm rãi hạ xuống chính là cổ phong hắn toàn thân vết thương vô số sắc mặt thảm bạch toàn bộ cực kỳ suy yếu cổ phong sau lưng là một lão giả hư ảnh lão giả này hư ảnh chính là cổ phong theo thọ vân cái kia đạt được đến tu vi có thể so với tiên đạo tam giai thủ hộ tiên hồn cổ phong thần sắc so với phía trước lạnh hơn càng là đối chiến cổ phong càng là phát hiện những cái này tu giả tham lam, bọn họ nhìn lấy chính mình giống như đối đãi một cái con mồi, như vậy cổ phong đang xuất thủ thời điểm, cũng đã không có nửa phần lưu tình. Nếu không có, phòng bị những cái này tiên đạo tam giai tu giả, đột nhiên tự bạo, nếu không có sợ dẫn tới quá nhiều những tu giả khác, cổ phong sớm đã giết người. Ngày hôm nay, đối với cái này ngao nghiếm thiên, cổ phong động sát tâm. Người này ti tiện cực kỳ, không ngừng đánh lén các loại âm tàn thủ đoạn, cổ phong bạo liệt mười mấy kiện tiên bảo, thủ hộ hồ tiên hồn phối hợp bát tương huyền thuẫn phù, lại có thanh sắc quả đào hấp thu tiên thuật, như vậy hao hết khí lực, mới đem đánh bại. Bây giờ cổ phong, đã không phải là phía trước, cùng nhiều như vậy tiên đạo tam giai tu giả đối chiến qua, bây giờ chỉ cần có đầy đủ bảo vật cùng đan dược, cổ phong tự đánh giá, mình đã có thể đánh bại phổ thông tiên đạo tam giai. Coi như lợi hại một chút, cũng có thể dùng tất cả biện pháp đánh bại. Đại hồ tử đạo hiếu, ta bại, còn thỉnh tha. Giờ phút này, khói lửa tản ra, phía dưới trong hố sâu, mình đầy thương tích ngao nghiễm thiên mang theo vài phần khẩn cầu ngữ khí mở miệng. Tha ngươi nương, cổ phong mở miệng phía dưới, một thanh tiên đan nhét vào trong miệng, tiếp lấy vung tay lên. Lập tức, một đầu tràn đầy hắc sắc lân phiến thú chảo, chính là từ trong túi cản khôn bay ra, hắn bay ra về sau, nghinh phong mà lớn dần. Trong nháy mắt, biến thành lớn như núi nhỏ hắc sắc cự chảo. Chính là, tam giai tiên bảo, ám ma chảo, hắc ma tinh chấn tinh trí bảo chương 1782, lôi đình thú cốt. Tại cổ phong tiên lực điên cuồng thiêu đốt phía dưới, ám ma chảo hung hăng vỗ xuống. Oanh, đại địa chân chiến, một phiến khói lửa, tràn ngập ra. Cổ phong đang muốn xem ngao nghiếm thiên là chết là sống, cũng tại lúc này một đạo vô biên gầm thét tại bên trên bầu trời chuyển đến. Đại hồ tử, để mạng lại, cổ phong ngẩng đầu nhìn lên, bên trên bầu trời, một tên toàn thân ma khí lượn lờ, thân mang đạo bào màu đen lão giả, gào thét mà tới. Người đến, chính là hắc huyền đạo nhân đi cổ phong một thanh đan dược nhét vào trong miệng ám ma chảo điên cuồng vận chuyển lập tức ám ma chảo hướng về bên trên bầu trời hắc huyền đạo nhân hung hăng vỗ tới người cũng không nhìn một chút cái này ám ma chảo rốt cuộc là ai bảo vật cũng muốn dùng hắn tổn thương lão phu hắc huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một trái tim cái này trái tim ầm ầm nhảy lên cũng ở đây tim đập ở giữa ám ma chảo hẳn là bỗng nhiên chấn động phảng phất nhận cái gì quấy nhiễu đồng dạng, hẳn là tại bên trên bầu trời rung động. Cổ phong cảm giác, chính mình đối với cái này ám ma chảo thôi động, xảy ra vấn đề. Cái này trái tim, cùng cái này ám ma chảo đến từ cùng một đầu tiên thú, như thế bảo vật ở giữa nắm giữ liên hệ. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, nhận lấy cái chết, ám ma tâm tạng, giết, hắc huyền đạo nhân mở miệng, bỗng nhiên vỗ một cái cái kia nhảy lên trái tim. Bành, trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái, trong nháy mắt, một cái cự đại hắc sắc trái tim hư ảnh, chính là gào thét mà ra, hướng về Cổ Phong nơi này, hung hăng hướng giết mà đến. Thủ hộ hồ tiên hồn, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Cổ Phong sau lưng, lão giả kia hư ảnh, hai tay mở ra. Tức khắc một màn ánh sáng hiển hiện, oanh, cái kia trái tim hư ảnh, đánh vào màn sáng bên trên, màn sáng vỡ vụn, cái này trái tim hư ảnh cũng là thuận theo vỡ vụn. Mà cũng tại lúc này, cái kia vỡ vụn trái tim trong hư ảnh, một đạo hắc mang chui vào Cổ Phong ngực. Trong nháy mắt, cổ phong trái tim bên trên hiện ra một đạo ma văn một cỗ kịch liệt đau nhức từ bẩn bên trên truyền đến cổ phong chỉ cảm thấy tim mình giống như bị một chỉ bàn tay lớn gắt gao bắt lấy ám ma tâm tạc há lại dễ dàng như vậy ngăn cản cái này diệt tâm ma văn cũng đã gieo xuống chỉ được không bao lâu người trái tim liền sẽ triệt để tan vỡ hắc huyền đạo nhân nhìn về phía cổ phong trong mắt mang theo băng lãnh tâm ý giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn qua chính mình đùi phải lập tức đối với cổ phong hận ý càng cường bởi vì cái này đại hồ tử, lúc trước vụ oan, hắn hắc ma tinh thành dê thế tội, mặc dù kim đao hành cũng biết, sự tình không phải hắc ma tinh làm, nhưng vẫn là đem lửa giận phát tiết đến hắc ma tinh bên trên, thậm chí cuối cùng cắt ngang hắc huyền đạo nhân một chân. Kim đao hành phía sau là tiên vương, hắc huyền đạo nhân trong lòng mặc dù hận, nhưng không có cách nào. Mà cái này toàn bộ, đều là bởi vì người trước mắt. Không chỉ là vụ oan sự tình, hắn còn cướp đi chính mình ám ma chảo, chính yếu nhất, cướp đi cái kia thiên địa linh vật bảng thứ 76 vạn nguyên thủy. Ban đầu, hắn cần cứ kim đao hành truyền tống tin tức, xác định cổ phong phương hướng, còn muốn thời gian nhất định, nhưng cổ phong vận dụng ám ma chảo, trong tay hắn ám ma tâm tạng, cùng ám ma chảo có liên hệ, ám ma chảo mới vừa hơi sử dụng, hắn chính là cảm ứng được, như vậy một đường truy tung mà đến. Có đúng không, cổ phong nhạt nói, nếu như không muốn chết, đem vạn nguyên thủy giao ra, lại đem người đánh cướp rất nhiều bảo vật, giao ra, ta hắc huyền đạo nhân nói lời giữ lời có thể tha ngươi không chết hắc huyền đạo nhân mở miệng hắc huyền có lẽ ngươi có chút đánh giá cao chính mình cổ phong lãnh ngữ tiểu tử đây là ngươi tự tìm cái chết giết hắc huyền đạo nhân gặp tình hình thần sắc lạnh lẽo liên tục ba lần đánh ra trong tay ám ma tâm tạng trong nháy mắt ba trái tim hư ảnh hướng về cổ phong xông qua đi thủ hộ tiên hồn liên tục xuất thủ đem ba trái tim hư ảnh toàn bộ đánh nát bất quá như cũ có ba đạo hắc quang, chui vào cổ phong ngực. Cổ phong trái tim bên trên, cũng đã xuất hiện bốn đạo ma văn. Tiểu tử, hiện tại người nghĩ cầu xin tha thứ cũng muộn. Hắc huyền đạo nhân, trong mắt sát ý hiển hiện, lập tức trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về cổ phong bỗng nhiên một điểm, toái. Trong nháy mắt, cổ phong trái tim bên trên, bốn đạo ma văn, hào quang nộ phóng đứng lên. Giờ phút này, cái kia ma văn liền phải dẫn cổ phong trái tim tan vỡ. Cửu lôi trái tim, Cổ phong đáy lòng lại là quát khẽ một tiếng, lập tức, cổ phong trái tim bên trên, cửu hệ lôi điện hiển hiện, trực tiếp đem cái kia bốn đạo ma văn tách ra. Tại hắc huyền đạo nhân trong dự liệu, cổ phong hẳn là rất nhanh thất khiếu chảy máu, nhục thân tan vỡ, mà giờ khắc này, ba hơi trôi qua, cổ phong bên này, sắc mặt như thường, lại là một điểm sự tình đều không có. Cái này, cái này sao có thể, hắc huyền sắc mặt biến hóa, hắn cái này ám ma tâm tạng, là hắn tối cường trí bảo, mỗi khi phóng thích một đạo trái tim hư ảnh, liền có thể tải trên tim đối phương, lưu lại một đạo ma văn. hắn chỉ cần bấm pháp quyết, trên tim đối phương ma văn liền sẽ phút chốc tan vỡ. như vậy đối phương nhục thân sẽ trong nháy mắt bỏ mình. mà bây giờ đối thủ vậy mà một điểm sự tình đều không có. hiện tại đến lượt ta, cổ phong mở miệng, lập tức xuất ra một cái thú cốt. cái này thú cốt chính là từ đấu giá hội bên trên đoạt được, cái kia bởi vì độ kiếp bỏ mình tiên thú, lưu lại xương cốt. Hắc Huyền đạo nhân giờ phút này đã phát hiện, Cổ Phong thể nội diệt tâm ma văn tựa như cũng đã biến mất. Trong lòng của hắn cũng đã nhắc lên sóng to gió lớn, bảo vật này là hắn ngoài ý muốn đoạt được, dựa vào bảo vật này, hắn không biết chiến thắng qua biết bao đối thủ, nếu không có tiên đạo tam giai bên trong đứng đầu cường giả, đều khó có khả năng bài trừ bảo vật này, mà coi như bài trừ cũng không có khả năng không chút hao tổn, ngày hôm nay. Giờ khắc này, Cổ Phong đầu ngón tay bên trên lôi điện hiển hiện, trực tiếp đánh vào trong tay thú cốt. Trong nháy mắt, cái này thú cốt rung động, giống như có một loại lực lượng kinh khủng, muốn từ trong đó bộc phát mà ra. Cổ phong gặp mặt, trong tay thú cốt, hướng về hắc huyền đạo nhân bên kia bên trên bầu trời, trực tiếp quăng ra. Vù, thú cốt, tại bên trên bầu trời rung động, phát tán khí tức khủng bố, nhưng chu vi hư không, đều là vì đó chấn động. Cái này, đây là, thiên lôi khí tức, hắc huyền đạo nhân, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn nhất sinh giết chóc vô số, giờ khắc này, người đến khí tức tử vong, không chút do dự trong tay ám ma tâm tạng, hướng về bộ ngực mình hung hăng vỗ một cái. Cái kia ám ma tâm tạng trực tiếp dung nhập thể nội. Thân thể bên trên, trong nháy mắt quần áo vỡ vụn, vô số hắc sắc lân phiến hiển hiện, cả người dung nhập ám ma tâm tạng về sau, trong nháy mắt yêu ma hóa. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, cái kia thú cốt bỗng nhiên nổ tung. Một đạo tản ra kinh khủng yêu khí lôi điện cột sáng, trực tiếp hung hăng đánh xuống. Cổ Phong giờ phút này, cũng đã rời khỏi trăm trượng Nhìn lấy cái cảnh này, đáy mắt đều là biểu lộ chấn kinh. Cái này thú cốt, căn cứ lão ngư phỏng đoán, là một đầu tiên thú độ yêu vương kiếp thời điểm, lưu lại bên dưới. Yêu vương kiếp, liền cùng nhân tộc tiên vương kiếp một dạng, là tiên đạo tam giai đỉnh phong, muốn độ thiên kiếp, cái này thiên lôi, hung tàn vô cùng. Oanh, Hắc Huyền đạo nhân tránh cũng không thể tránh, cái kia yêu khí tràn ngập kinh khủng lôi điện cột sáng từ không trung gào thét mà tới, hung hăng bổ vào hắn trên thân. Chương 1783, Tam cường vây khốn. Oanh, Hắc Huyền đạo nhân, cho dù là yêu ma hóa trạng thái, cả người cũng là tiếp nhận vô cùng trọng kích. Cái kia cự đại lực đạo đem hắn hung hăng đánh vào đại địa bên trên. Khói lửa tràn ngập, vài cái hô hấp về sau mới tản ra. Đại địa bên trên, ngay tại vừa rồi ngao nghiếm thiên vị trí hố to bên cạnh, xuất hiện một cái càng thêm cự đại hố to. Cái này cự trong hầm chỗ, Hắc Huyền đạo nhân toàn thân đẫm máu nằm ở nơi đó, không cách nào di động mảy may. Cái này thiên lôi uy lực, nhất định là kinh khủng như vậy, trực tiếp đem hắc huyền đạo nhân bổ phế. Đáng tiếc chỉ có một đạo, cổ phong chứng kiến cái cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Có thể nói, cái này thú cốt bên trong, phóng xuất ra cái này một đạo thiên lôi uy lực, quả thực siêu việt cổ phong toàn bộ tam giai tiên bảo. Một kích, đem một cái không có có thụ thương tiên đạo tam giai tu giả bổ phế, quả thật quá ác. Chẳng qua cái này lôi đình thú cốt, cổ phong chỉ có cái này một cái, hiện tại đã không còn cái kia trong hố sâu hắc huyền đạo nhân nhìn lấy bên trên bầu trời cổ phong trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ hắn sợ thật sợ ngay từ đầu hắn nắm chắc tất thắng bây giờ lại là thảm bại thậm chí trọng thương phía dưới thân thể cũng đã không cách nào di động mảy may vừa rồi nếu không có dung hợp ám ma tâm tạng cái kia một đạo thiên lôi liền có thể đem hắn đánh chết tha mạng hắc huyền đạo nhân trong miệng nhả ra lấy huyết thủy mở miệng tha mạng tha mạng. Bên cạnh, trong hố sâu, đồng dạng trọng thương, không cách nào di động mảy may ngao nghiễm thiên cũng là mở miệng. Hắn vốn cho rằng, hắc huyền đạo nhân tự mình đến đến, cái này đại hồ tử bây giờ tiêu hao cũng là cự đại, có tổn thương tại thân, mình có thể được cứu. Không nghĩ tới, cái này đại hồ tử yêu nghiệt tới mức như thế, liền hắc huyền đều đánh bại. Muộn, cổ phong mở miệng, lần nữa tiên lực thiêu đốt thôi động ám ma chảo. Liền muốn cho hai người tất sát nhất kích, mà cũng tại lúc này, phía đông một thanh âm truyền đến. Đại hồ tử, người ngay cả bản tôn cũng dám lừa gạt. Người đến, dưới thân, là một con tiên hạc, không là ai khác, chính là Bạch Thường Tiếu. Cái kia tiên hạc bên trên, còn có một người, là Bạch Tố chân Bạch Thường Tiếu, giờ phút này trong mắt tràn đầy nội ý, bởi vì tham du trường truyền âm về sau, hắn liền đã phát hiện, hắn đạt được cái kia hai giọt cổ tiên chi huyết, đều là giả. Mà làm cái này hai giọt giả cổ tiên chi huyết, hắn vậy mà trả giá 200 vạn tiên thạch, cùng một mai đính hồng tiên hạc trứng bạch hạc tinh tại linh tham tinh khu bài danh thứ tư hắn cũng là nổi danh cường giả khi nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt đặc biệt vẫn là tại một cái hậu bối trong tay như vậy hắn cũng đã giận dữ cũng tại lúc này phía tây một thanh âm truyền đến đại hồ tử giao ra toàn bộ tài vật bản tôn tha cho ngươi một mạng bên trên bầu trời một lão giả chân đạp quải trượng phi thiên mà đến người đến chính là thọ vân bên người còn có một tên chân đạp phi kiếm thanh niên chính là kiếm vô tình thọ vân chứng kiến cổ phong sau lưng cái kia thủ hộ tiên hồn lập tức tức giận đến nghiến răng cái này tam giai thủ hộ tiên hồn hắn liền đệ tử mình đều không bỏ được mà lại bị cái này đại hồ tử lừa gạt đi cổ phong đang muốn mở miệng phía nam lại là một thanh âm truyền đến cổ phong đem ta lục giai tiên thảo trả lại lại giao ra thọ tiên đan bản tông tha ngươi không chết người đến chính là vưu hiểu y Nàng chân đạp một đầu màu sắc rực rỡ trường lăng, bên cạnh, Tiêu Vân Nhi cũng đứng ở bên trên hắn. Vưu Hiểu y một chương xinh đẹp khuôn mặt bên trên giờ phút này tràn đầy sương lạnh. Lục giai tiên thảo, nàng thế nhưng chỉ có một gốc mà thôi, vốn cho rằng đổi lấy cổ tiên chi huyết, trong lòng cho rằng cực kỳ đáng giá, nhưng không nghĩ đến, cái kia cổ tiên chi huyết hẳn là giả. Mặt đất bên trên, hai người bên trong hố sâu, Hắc Huyền đạo nhân cùng Ngao Nghiễm Thiên, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bọn họ hiểu rõ, chính mình được cứu. Tiểu tử, đi mau, cái này ba người, tại Linh Tham tinh khu Tam giai tiên nhân bên trong, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, không thể địch. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng trực tiếp vang lên. Bị vây bắt 20 ngày qua, Cổ Phong một ngày một đêm thoát đi, không ngừng nuốt đan dược, thiêu đốt tiên lực. Trên thân bị thương nhẹ không ngừng, trọng thương mấy lần, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu như là đối với bên trên cái này ba người bên trong một người, có lẽ còn có biện pháp ứng đối một hai, nhưng ba người cùng một chỗ, cổ phong căn bản không thể nào là đối thủ. Ta chưa bao giờ nói qua, vật kia chính là cổ tiên chi huyết, là tham lão đầu xác định, là các người buộc để cho ta bán, hiện tại trái lại, lại trả đúa, nói ta vô sỉ ti tiện, ta xem, vô sỉ ti tiện, là các ngươi. Cổ phong mở miệng ở giữa, trong tay trái, một chương tiên phù cũng đã nắm chặt. Chính là từ kim đao hành nơi đó, đạt được bát tương huyền thuẫn phù. Vưu hiểu y, thọ vân, Bạch Thường Tiếu nghe nói, ánh mắt đều là hơi đổi. Xác thực, lúc trước đối phương lại nhiều lần nói, hắn không biết cái kia là vật gì, còn khuyên tham du trường, đừng nhìn sai, là tham du trường xác định là cổ tiên tri huyết, là bọn họ buộc người trước mắt, bán cho bọn họ. Có thể nói, cái này toàn bộ, ba người xác thực không chiếm lý. Nhưng bây giờ có hay không chiếm cứ đạo lý, cũng đã không trọng yếu, bọn họ thân là tinh chủ, thân là linh tham tinh khu bên trong đứng đầu cường giả, có thể nào cho phép chính mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Cũng chính tại ba người cái này hơi suy nghĩ công phu, cổ phong nơi này, trọn vẹn 10 cái nhất giai tiên bảo ném ra. Chư vị, gặp lại, tiếp theo, trong nháy mắt lôi độn thi triển, hướng về, cái kia duy nhất không có người phía bắc phương hướng, cực nhanh rời khỏi. Sau một khắc, cổ phong vung tay lên, cái kia 10 cái nhất giai tiên bảo, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tiên lực phong bảo. Muốn đi, vưu hiểu y gặp tình hình, trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về cổ phong thoát đi phương hướng, bấm tay một điểm, thụ chi ý cảnh, tán. Lời nói này ở giữa, vưu hiểu y, thụ chi ý cảnh triển khai. Trong nháy mắt, vô số cành cây hư ảnh, từ thân thể bên trên, khuếch tán, trực tiếp lao ra. Cái này cành cây hư ảnh xông ra phía dưới, cái kia cổ phong tiên bảo tự bạo sản sinh phong bạo, đối với nàng không có chút nào trở ngại. Vô biên cành cây hư ảnh, chớp mắt ở giữa, chính là đi vào cổ phong sau lưng. Cổ phong mãnh liệt xoay người, bấm tay một điểm, thủ hộ hồ tiên hồn. Lập tức, cổ phong thân thể về sau, cái kia hư huyễn lão giả hư ảnh, thân thể trong nháy mắt cự đại hóa, đem cổ phong bao ở trong đó. Thủ chi ý cảnh phát tán vô số cành cây hư ảnh, trực tiếp đem lão giả này thân thể quấn quanh. Sa chi ý cảnh, tán, thọ vân gặp tình hình, giờ phút này mở miệng, lập tức, vô số cuồng sa hư ảnh gào thét mà ra, đầy ngày cuồng sa phi tốc mà tới, đem thủ hộ tiên hồn chu vi bao phủ, hóa thành bốn phía tường cát. Vũ chi ý cảnh, ra, bạch thường thiếu giờ phút này mở miệng, vung tay lên. Quanh thân bên ngoài, vô số bạch sắc lông vũ hư ảnh, chính là khuếch tán ra, cái này vô biên lông vũ hư ảnh, chớp mắt đã tới, hóa thành một cái cử đại lông vũ lồng giam, đem Cổ Phong giam ở trong đó. Cành cây, tường cát, lông vũ lồng giam, Tam đại tiên đạo tam giai cường giả, đồng loạt ra tay, riêng phần mình ý cảnh thi triển, cùng một chỗ vây khốn Cổ Phong. "Đại hồ tử, hiện tại ngươi không chỗ thoát đi, để ta làm chủ, chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ tài vật, chúng ta tha ngươi một mạng." Vưu hiểu y, giờ phút này mở miệng, Thọ Vân cùng Bạch Thường Tiếu, gật đầu, tha ta một mạng, sau đó đem ta giao cho Kim Đao Hành. Nằm mơ, thủ hộ tiên hồn, đốt, cổ phong mở miệng, thân thể bên ngoài, cái kia cự đại lão giả hư ảnh, trong nháy mắt trên thân cháy lên hỏa diễm. chương 1784, cổ tiên ngón tay. Thủ hộ tiên hồn, là chân quý bực nào đồ vật, tại trường Thọ Tinh, cũng chỉ có chí ít tiên đạo nhị giai trưởng lão, mới có thể được ban cho. Mà cổ phong, bây giờ vậy mà thiêu đốt thủ hộ hồ tiên hồn. Thủ hộ tiên hồn là tiên đạo tam giai tu giả hồn phách luyện chế, thiêu đốt phía dưới, tương đương với một cái tiên đạo tam giai tu giả thiêu đốt nguyên thần, cái kia uy lực vô cùng kinh khủng. Thiêu đốt thủ hộ tiên hồn, thực lực bạo tăng, thân thể chấn động. Lập tức thân thể bên trên, toàn bộ quấn quanh cành cây, toàn bộ chấn vỡ. Bành, bành bành bành, tiếp theo, ngay cả tục bốn quyền oanh ra, chu vi tứ phía tường cát, trực tiếp tan vỡ. Cuối cùng, thủ hộ tiên hồn thân thể thiêu đốt đến cực hạn, hóa thành kinh khủng hồn phách khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng hung hăng trùng kích. Oanh, cái kia lông vũ lồng giam, cũng là thuận theo tan vỡ. Thủ hộ tiên hồn, biến mất, đại hồ tử, người dám hủy tiên hồn, thọ vân chứng kiến cái cảnh này, trong lòng nội ý bạo tăng, cái này thủ hộ tiên hồn, chân quý như thế đổ vật, hắn vốn muốn đòi lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế thiêu đốt mất. Thiếu cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, tiên thuật, thiên vũ chi kiếm. Bạch Thường thiếu tiên lực điên cuồng hiện ra, trong nháy mắt cô động tiên thuật. Lập tức, phổ biên kim tiên lực hóa thành một chuôi cự kiếm, cái này cửa kiếm bên trên còn lớn lên một đôi cánh chim, hướng về cổ phong chính là hung hăng ám sát mà đến. Tam giai tiên thuật, vừa rồi ý cảnh bị phá, thần hồn đều có chút ít bị hao tổn, tuy là bị thương nhẹ, nhưng lại không thể tức khắc lần nữa thi triển ý cảnh. Như vậy, Bạch Thường thiếu lựa chọn dùng tiên thuật, tiên thuật cuồng sa yêu lô, Thọ Vân cũng không do dự nữa. Thổ tiên lực gào thét hiện ra, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, tiếp lấy tức khắc cô động thành một quả diện mục dữ tợn cự đại yêu đầu. Tiên thuật, chân mộc chi tiến, Vưu Hiểu Y cũng là mở miệng, mục tiên lực gào thét, cô động thành một cái cực lớn cây kéo. Tam giai tiên thuật, ba đại cường giả, thì triển đều là tam giai tiên thuật. Hiển nhiên, bọn họ cũng là triệt để phát nộ khí. Cái kia lớn lên cánh chim cự kiếm, giữ tợn cắt vàng, mang theo vô biên phong mang mộc tiến, cùng một chỗ hướng về cổ phong nơi này giết tới bát tương huyền thuẫn phù hộ cổ phong mở miệng tiên lực điên cuồng thôi động phía dưới trong tay tấm kia tiên phù bốc cháy lên trong nháy mắt tám mặt kim quang lấp lánh cổ điển tấm chắn tại cổ phong chu vi hiển hiện tấm chắn ở giữa vô số đạo văn hư ảnh vây quanh hiển hiện dầm 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 ba người kinh khủng tiên thuật cùng một chỗ đánh vào tám mặt tấm chắn bên trên bất quá cái này tứ giai tiên phù biến thành tấm chắn liền tiên đạo tứ giai tiên vương một kích đều có thể tiếp nhận mặc dù cổ phong bây giờ thực lực không cách nào đem phù này uy lực phát huy đến cực hạn, nhưng ba người liên thủ một kích, hay vẫn là ngăn lại. Phốc, cổ phong trong miệng tiên huyết phun ra, cho dù cách tiên phù, cái này chấn động lực lượng, cũng là chuyển đến. Bây giờ cổ phong thụ thương cũng đã không nhẹ, giờ phút này lập tức phun máu. Cái này tứ giai tiên phù mặc dù lợi hại, nhưng người không cách nào hoàn toàn thôi động, tiểu tử, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Thọ Vân nói ra, bấm tay ra sức một điểm, lập tức, cái kia cát vàng giữ tợn lắc đầu, lần nữa hung hăng đụng vào tấm chắn bên trên. Bạch thường tiếu cùng vưu hiểu y, cũng là hiểu ý, hai người tiên thuật, cũng là không ngừng thi triển. Tiểu tử, kéo dài nữa liền không tốt, bên ngoài mấy cái tiên đạo tam giai tu giả, nếu như là đuổi tới, muốn chạy trốn đều trốn không được. Lão ngư thanh âm vang lên, lập tức nói, dùng cổ phù. Tốt, cổ phong vỗ một cái, bên hông túi càn khôn, lập tức, một khối cổ điển bia đá chính là bay ra. Bạch thường tiếu gặp tình hình, lập tức cười lạnh, ha ha, cái này bia đá tiên bảo, cũng liền có chút độ cứng mà thôi, muốn phá chúng ta tiên thuật, si tâm vọng tưởng. Thọ vân cùng vưu hiểu y, cũng là không thèm để ý. Cái này bia đá, bọn họ tự nhiên nhận biết, là tại đấu giá hội bên trên cái này đại hồ tử đoạt được. Mở, giờ phút này, cổ phong một giò tinh huyết dung nhập cổ phù bên trong. Lập tức, cổ phù quang mang chấp nhấp nháy mà lên. Trong nháy mắt, bia đá kia bên trên một cái trận văn hiển hiện, tiếp lấy bia đá bên trên, cái kia trận văn trong nháy mắt vỡ vụn trong đó rũi ra một nửa ngón tay ngón tay này tan thương mà cổ điển mang theo cổ lão khí thức đây là cái gì vưu hiểu y ba người gặp mặt ánh mắt bỗng nhiên biến đổi cổ tiên nhân đây là cổ tiên nhân ngón tay lão phu sai lầm không nghĩ tới cái này cổ phù bất phàm như thế tiểu tử người tu vi quá thấp một giọt tinh huyết không đủ lão ngư giờ phút này kinh thanh mở miệng ba lão ra hỏa này bước ta tới mức như thế, không để cho bọn họ đánh đổi một số thứ sao được. Cổ phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt vỡ bàn tay của mình, bỗng nhiên đặt tại bia đá bên trên. Trong nháy mắt, cổ phong cảm giác trong cơ thể mình tiên huyết, điên cuồng bị bia đá hấp thu. Suốt cục, cái này một ngón tay hoàn chỉnh lộ ra. Giờ phút này, cổ phong cũng đã ra bọc xương, thân thể khí huyết, tiêu hao trọn vẹn bảy thành, hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Đi, giờ phút này, cổ phong bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức, bia đá liền mang theo đuổi ra cái kia một ngón tay, hung hăng một điểm. Bành, cái kia cử kiếm, cái kia yêu đầu, cái kia cử tiễn, trong nháy mắt toàn bộ tan vỡ. Nơi xa, vưu hiểu y ba người, trong nháy mắt sắc mặt thương bạch. Thọ vân kinh hô, cái này, đây là cổ tiên nhân khí thức, phù này, chẳng lẽ, là trong truyền thuyết cổ phù, chúng ta vậy mà bỏ lỡ như vậy trí bảo. Mà giờ khắc này, vẫn chưa xong, cái kia trong tấm bia đá, duỗi ra cái kia cổ điển ngón tay hẳn là nghinh phong mà lớn dần mười trường hai mươi trường trăm trường bia đá biến lớn trong đó duỗi ra ngón tay cũng là đang lớn lên cuối cùng hắn hẳn là biến thành trăm trượng chiều dài kích thước to lớn cái kia có tới trăm trượng chiều dài to bằng vại nước ngón tay mang theo một trận kinh khủng khí lưu hướng về vưu hiểu y ba người nơi này hung hăng điểm tới này khí lưu chính là bên trong tinh không khí thể giờ khắc này ở cái này cổ tiên ngón tay kéo theo phía dưới bao phủ ba cái phương hướng vưu hiểu y ba người tránh cũng không thể tránh đồng loạt ra tay ngăn trở một kích này đại hồ tử liền không còn thủ đoạn nữa vưu hiểu y mở miệng ba người không chút do dự tức khắc hội tụ một chỗ tiếp lấy thể nội tiên lực điên cuồng tiêu tán hiện ra ba người hầu như toàn bộ tiên lực cùng một chỗ dung hợp cô động thành một cái cự đại tiên lực phòng ngự màn hào quang phá nơi xa cổ phong trong miệng tiên huyết phun ra bấm tay ra sức một điểm cái kia cổ tiên ngón tay hướng về phòng ngự màn hào quang chính là hung hăng một điểm bành phòng ngự màn hào quang bỗng nhiên chấn động tiếp theo vết dạn hiển hiện cuối cùng rền vang tan vỡ cổ tiên ngón tay cũng là thuận theo tan vỡ nhưng mà cái này chấn động mạnh lực lượng trực tiếp đem vưu hiểu y ba người toàn bộ đánh bay ra ngoài nơi xa cổ phong gặp tình hình còn muốn truy kích lại cảm giác lại có mấy đạo tiên đạo tam giai khí thức gào thét mà tới lập tức không chút do dự lôi độn thi triển, cực nhanh rời khỏi. Bành bành bành, Vưu Hiểu Y ba người trùng điệp ngã xuống tại tinh thần bên trên, lưu lại ba cái hố to. Giờ phút này, bên trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh bay tới. Chính là chỗ này, đại hồ tử hẳn là ở chỗ này, ta sớm nghe được có đánh nhau thanh âm, những cái này người đều là xếp hạng thứ 10 tinh thần chi chủ, tại linh tham tinh khu, tiên đạo tam giai tu giả bên trong đều là cường giả đỉnh cao. Chương 1785, chấn nhiếp quần hùng. Một người trong đó, chính là Dương Diễm Tinh Tinh Chủ, Dương Khải Thiên. Nhưng mà, làm mấy người kia, chứng kiến tinh thần bên trên cảnh tượng thời điểm, cùng nhau thân thể chấn động, lập tức trong đầu oanh minh. Đại địa bên trên, năm cái hố sâu, cái này năm cái trong hố sâu, toàn bộ đều là tiên đạo tam giai tu giả, linh tham tiên nhân bảng, thứ 20, ngao nghiễm thiên, thứ 9, hắc huyền đạo nhân. Hai người này mình đầy thương tích, bi thảm cực kỳ, hiển nhiên di động đều là khó khăn hai người này cũng liền thôi mà cái kia cái thứ ba trong hố sâu vưu hiểu y thứ tư thọ vân thứ năm bạch thường tiếu vậy mà cũng nằm trong hố sâu đều là trọng thương bộ dáng vưu hiểu y bạch thường tiếu cùng thọ vân ba người mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng lại như cũng có năng lực hành động đều là theo trong hố sâu bỏ lên vưu đạo hữu đây là dương khải thiên mở miệng cái khác mới vừa vừa đuổi tới người trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc đại hồ tử quá cường Vưu hiểu y sắc mặt như xương, mở miệng, tất cả mọi người nghe nói lời này, trong nháy mắt trong đầu kịch liệt oanh minh. Vưu hiểu y tự mình mở miệng, nói cách khác, năm người này, toàn bộ đều là đại hồ tử đánh bại. Đại gia không cách nào tưởng tượng, cái này đại hồ tử, như thế nào có thực lực như thế. Thật lâu, nhìn một chút cái này năm cái hố sâu, trong lòng chấn kinh đều là không cách nào tưởng tượng. Dương Khải Thiên hỏi, cái này đại hồ tử, chẳng lẽ là tiên đạo tam giai tu vi, hoặc là càng cường chẳng qua là vẫn giấu kín thực lực. Lão Phu am hiểu nhất quan sát người tu vi khí tức, Lão Phu có thể xác định, người này tu vi, chỉ có tiên đạo nhất sai. Giờ phút này, Thọ Vân mở miệng, cái gì, đám người trong đầu lần nữa oanh minh, tiên đạo nhất sai, một cái vẻn vẹn tiên đạo nhất sai tu giả, đem nhiều như vậy tiên đạo tam giai tu giả đánh bại, cái này, cái này. Mặc dù, bên trong tinh không không thiếu yêu nghiệt, nhưng có thể được xưng yêu nghiệt, tối đa cũng chính là vượt nhất sai mà chiến, tiên đạo nhất giai, chiến tiên đạo nhị giai. Nhưng cái này vượt lưỡng giai, tại bên trong tinh không tuy có, nhưng tuyệt đối là phượng mau lân giác tồn tại, có thể nói, đều là các đại thế lực trọng yếu nhất đệ tử, thậm chí là truyền thừa người. Đồng thời, Lão Phu vừa rồi cẩn thận quan sát, tu vi của người này, chưa tới 3.000 tuổi. Thọ Vân lần nữa nói lời kinh người, đây là cuối cùng, tại cổ phong thiêu đốt khí huyết, thôi động cổ phù thời điểm, Thọ Vân triệt để xác định, trong lòng của hắn rung động cũng là khó có thể che giấu, cái gì? Dương Khải Thiên chấn động trong lòng, cái này, cái này đại hồ tử, làm sao lại trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ? Tất cả mọi người chấn động, không đến ba ngàn tuổi, có thể bước vào tiên đạo, cái kia mỗi cái tinh khu, tối đa cũng liền một người, những cái này thiên kiêu, đều là tên tuổi cực kỳ vang dội. Bọn họ làm sao sẽ chạy đến linh tham tinh khu, tới làm đánh cướp bậc này sự tình. Nghe Thọ Vân lời nói, Phương Hiểu Y cùng Bạch Thường Tiếu cũng là chấn kinh. Bọn họ hiểu rõ, Thọ Vân Am hiểu nhất quan sát người tu vi cùng tuổi tác, chưa bao giờ sai lầm. Bạch Thường Tiếu chậm tiếng mở miệng, người này trên thân tam giai tiên bảo không biết bao nhiêu, bình thường tiên bảo, tùy ý nổ tung, tiên phù tùy ý dùng, cái kia chân quý thủ hộ tiên hồn, đều là trực tiếp thiêu đốt. Nếu không có đại thế lực đi ra người, tuyệt đối sẽ không như vậy tiêu xài. Đồng thời, người này mặc dù có thể chiến thắng ta, bảo vật là phụ, chủ yếu nhất là hắn kinh nghiệm chiến đấu. Không sai, người này kinh nghiệm chiến đấu quả thực có thể dùng lão luyện đến hình dung, thậm chí so với ta mấy người, đều muốn tinh xảo mấy phần. Nếu không có đại thế lực dụng tâm bồi dưỡng thiên kiêu, tuyệt không có khả năng cầm giữ như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Thọ Vân ngẫm lại, cũng là mở miệng, hắn là dùng một cái thú cốt, dẫn xuất lôi điện, trực tiếp đánh bại ta. Giờ phút này, nằm trong hố sâu hắc huyền nói ra. Thú cốt, vưu hiểu y mấy người, ánh mắt biến hóa, bọn họ hiểu rõ, cái kia cái gọi là ẩn chứa lôi điện thú cốt, là tại đấu giá hội bên trên đại hồ tử đạt được. Người này, có thể điều động ra cái kia thú cốt bên trong lôi đình, lại nhận biết cổ phù, như vậy nhãn lực cùng thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ, chỉ có chân chính đại thế lực đi ra người, mới sẽ có được. Xem ra, người này là đại trong thế lực thiên kiêu đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện, lúc trước đánh cướp vạn thú tinh bất quá là nhất thời hưng khởi, lại không nghĩ chọc tới kim đao hành cái này tiên vương nhi tử. Vưu hiểu y phân tích mở miệng, người này thân phận, sợ rằng phải tại kim đao hành bên trên, chúng ta bất kể là vì chính mình, hay vẫn là vì kim đao hành, đắc tội người này, đều là không đáng. Bạch thường thiếu mở miệng, người này, kém cỏi nhất cũng là một cái bài danh dựa vào phía trước phương cấp tinh thần thiếu chủ, thậm chí có thể là những cái kia cổ lão tông môn cùng gia tộc cổ xưa đi ra tồn tại. Thọ Vân lại là nói ra, cổ lão tông môn, trong lòng mọi người chấn động, bên trong tinh không, những cái kia tinh thần bên trên môn phái nhỏ không tính, chân chính cổ lão tông môn, như cản thi phái như vậy mỗi một cái đều là khó có thể tưởng tượng kinh khủng thế lực nếu như cái này đại hồ tử thật là ở đó đi tới cái này mấy người vừa rồi đại chiến thời điểm chưa kịp phân tích giờ phút này càng là phân tích càng thấy được đáng sợ vưu hiểu y nói ra người này một mực không có giết người nói rõ hắn xác thực trong lòng không có ác ý chúng ta nhiều hơn bức bách đã đem hắn chọc giận bây giờ đơn độc đối mặt chúng ta không có bất luận cái gì một người có nắm chắc đem hắn bắt được thậm chí khả năng bị hắn giết. Việc này, ta Dương Khải Thiên không tham dự, chư vị, tạm thời cáo từ. Dương Khải Thiên nơi này, trong mắt lóe lên kiên quyết, lập tức cực nhanh rời khỏi. Tiếp theo, đám người trước sau rời đi, tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ, cái này đại hồ tử, rất có thể là một cái cực kỳ khủng bố thế lực đi ra thiên kiêu, việc này đã không phải là bọn họ có thể tham gia. Linh Tham Tinh Khu hoàn toàn bị chấn động, đại hồ tử lấy sức một mình, trước sau đánh bại, Ngao Nghiễm Thiên, Hắc Huyền thậm chí đánh bại vưu hiểu y ba đại cường giả liên thủ. Linh tham tiên nhân bảng bên trên, đại hồ tử bài danh đã tới vị thứ ba. Khoảng trừng trịnh trưởng lão, cùng tham du trường phía dưới. Mà tại mọi người chấn kinh đồng thời, càng thêm kinh bạo tin tức truyền ra. Đại hồ tử, vậy mà không đến ba ngàn tuổi. Đại hồ tử, vậy mà chỉ có tiên đạo nhất sai tu vi. Vẹn vẹn tiên đạo nhất sai, liền có thể đánh bại tiên đạo tam giai đồng thời vẫn chưa tới ba ngàn tuổi. Tất cả mọi người, đều là trong đầu oanh minh cũng đã không cách nào tưởng tượng cái này toàn bộ là thật không cần nhiều lời tức khác bắt đầu có người phỏng đoán cái này đại hồ tử thân phận tuyệt không phải đơn giản như vậy toàn bộ tinh không về bắt đại hồ tử nháo kịch bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại trịnh trưởng lão tham du trường cùng kim đao hành còn đang tiến hành bên trong tinh không phốc cổ phong trong miệng tiên huyết lần nữa phun ra không ngừng nuốt đan dược phía dưới cổ phong khí huyết khôi phục một chút chẳng qua bây giờ thụ thương quá nặng. Chiến lược chỉ có ngày thường ngũ thành. Không nghĩ tới, ta lại bị truyền thành đại thế lực đi ra thiên kiêu. Cổ phong cũng là không khỏi cười khổ tự nói. Hắn đã phát hiện, truy kích hắn khi tức, cũng đã biến mất hơn nửa, bây giờ còn tại chấp nhất truy kích hắn, cũng đã không có mấy người. Bên trong tinh không rất nhiều thanh âm, hắn cũng là biết được. Việc này quá bình thường, tiểu tử người bày ra toàn bộ, đều không phải là một cái nho nhỏ tinh khu tu giả, có thể nắm giữ. Lại nói, người đừng quên, Ngươi chính là tương lai song Ngư Tiên vực chi chủ, sau lưng ngươi nhưng có lấy cực lớn nội tình, nói ngươi là đại thế lực đi ra cũng không quá đáng. Chương 1786, ôm cây đợi thỏ. Lão Ngư thuận miệng nói ra, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, Cổ Phong ngẫm lại cũng là, nếu không có lão Ngư, chính mình như thế nào đi đến hiện tại trình độ như vậy. Chẳng qua nói đến, tiểu tử, ngươi lần này là đi đại vận, ta vốn cho rằng đó là một mai phổ thông cổ phù, ẩn chứa thần thông cũng sẽ không quá mạnh, không nghĩ tới, cái này cổ phù bên trong ẩn chứa thần thông, hẳn là tổng thần thông bảng, thứ 41 cổ tiên trưởng. Lão ngư mang theo vài phần hưng phấn nói ra, "Cổ tiên trưởng, không phải chỉ có một ngón tay sao?" Cổ Phong không khỏi hỏi. "Đó là ngươi khí huyết không đủ, cái này thần thông, nếu là chân chính thi triển, cần khí huyết quá khổng lồ, người tu vi nếu như là đạt tới tiên vương, hẳn là đem cái này thần thông hoàn toàn thi triển. Kỳ thực ngươi thần thông thủy tinh thần cũng là như vậy." Bây giờ ngươi tu vi, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực." Lão ngư nói ra, nguyên đến như vậy, qua việc này, ta liền lần nữa bế quan, chuyên tâm tu hành." Cổ Phong trong lòng hạ quyết định, còn có 7 ngày, sau 7 ngày, kim đao hành định hồn la bàn liền mất đi hiệu quả, đến lúc đó, đối phương không bao giờ còn có khả năng bắt lấy chính mình. "Lão ngư, ngươi có thể có thể cảm giác được, kim đao hành đám người cùng ta cự ly." Cổ Phong hỏi, "Bây giờ, kim đao hành cự ly ngươi xa nhất?" Tham du trường tiếp theo, cự ly người gần nhất là cái kia trong truyền thuyết Trịnh trưởng lão, người này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truy đến nơi đây. Lão Ngư mở miệng, "Như vậy, vậy liền không chạy." Cổ Phong nghĩ đến, nói ra, "Không chạy." Lão Ngư kinh ngạc, lập tức nói, "Cái này Trịnh trưởng lão, nghe đồn là Tiên đạo Tam giai đỉnh phong, cự ly Tiên vương chỉ thiếu chút nữa, đối với hắn đơn độc đối chiến, sợ là chúng ta nắm chắc không lớn. Ta căn bản không có trông cậy vào chính mình có thể triệt để chiến thắng hắn." chỉ cần dùng tất cả biện pháp, đem hắn vây khốn, hoặc là đem hắn tổn thương tới, thừa cơ rời đi liền có thể. Cổ phong nghĩ đến, nói ra, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nếu như còn mệt mỏi chạy trốn, không cách nào nhanh chóng trị liệu thương thế, không bằng lựa chọn một khỏa tinh thần, nhanh chóng trị liệu, ôm cây đợi thỏ. Hào tiểu tử, tiên đạo nhất sai tu vi liền dám tính toán một cái nửa chân bước vào tiên vương tu giả, không hổ là song ngư tiên tôn truyền nhân. Lão ngư nghe xong, cũng là theo chân hưng phấn lên liền phía trước viên kia tinh thần đi, cổ phong mở miệng, lập tức, hướng về phía trước một cái khỏa mây mù tha thổ dân tinh thần bay đi. Cái này tinh thần bên trên, vân vụ rất nhiều, rất nhiều mây đóa cách xa mặt đất, chỉ có 10 triệu độ cao. Khắp nơi đều là mây, cổ phong rơi vào cái này thổ dân tinh thần bên trên, lựa chọn một cái đất trống. Lập tức, cổ phong vung tay lên, chọn vẹn 49 kiện nhất giai tiên bảo bay ra. Bây giờ nhất giai tiên bảo, cổ phong trong tay nhất có hơn 200 kiện, với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì có giá trị đồ vật. Cổ phong nghĩ đến, vung tay lên, dẫn tới bên trên bầu trời, một áng mây, như vậy 49 kiện tiên bảo, ẩn giấu ở từng đóa từng đóa đám mây bên trong. Những cái này đám mây, giải rác ở không chung các nơi. Như vậy, còn thiếu rất nhiều. Cổ phong nghĩ đến, ám ma chảo bay ra, trực tiếp rơi vào sườn đông, chôn trong đất. Thanh đồng tụ linh pháo. Tiếp theo, cổ phong lại là phất tay, thanh đồng tụ linh pháo bay ra, lập tức cổ phong trực tiếp nhét vào lượng lớn tiên thạch phất tay phía dưới thanh đồng tụ linh pháo rơi vào phía nam một tòa núi nhỏ bên trên tuế nguyệt kiếm cổ phong nghĩ đến lại là phất tay tuế nguyệt kiếm lấy ma khí che lấp rơi vào phía tây một gốc cổ thụ bên trên còn thiếu điểm cái gì cổ phong thầm nghĩ lấy cũng tại lúc này một thanh âm từ cổ phong trong túi càn khôn truyền ra chủ nhân làm lần thanh âm tại cổ phong trong túi càn khôn truyền ra người tỉnh Tốt, cổ phong trong mắt tinh mang lấp lánh, tức khắc gọi ra Lam Lân, mặc dù Lam Lân bây giờ vẫn như cũ là hồn thể, nhưng là so với trước kia càng thêm ngưng thực. Hắn khí tức, cũng đã tới tiên đạo nhất giai, cùng đà điều một dạng, tiên đạo nhất giai. Lập tức, tại cổ phong an bài xuống, Lam Lân trốn ở phương Bắc, một dòng sông nhỏ bên trong. Vạn Ma Kỳ, lập ở bên cạnh, bắt tương huyền thuẫn phù, nắm chặt trong tay. Cổ phong lập tức nuốt một nắm lớn đan dược, đôi mắt khép lại. Hắn đang chờ đợi. Bên trong tinh không, trịnh trưởng lão mang theo tham thành linh, miêu khai thạch đám người đáp lấy chiến thuyền, phi hành tốc độ cao. Đại hồ tử sự tình, trịnh trưởng lão nơi này cũng đã đều nghe nói. Bất quá, bây giờ tinh chủ không có hạ lệnh dừng tay, hắn tự nhiên muốn tiếp tục truy kích, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, không có nghiệm chứng, dù ai cũng không cách nào thật sự xác định, cái này đại hồ tử phía sau thật có thế lực cường đại tồn tại. Tham thành linh, người không phải nói đại hồ tử tư chất không được sao đối phương cùng là giống như ngươi ba ngàn tuổi phía trước liền bước vào tiên đạo nhớ kỹ ngươi còn nói qua thủ đoạn hắn không ra gì mà bây giờ hắn liền linh tham tiên nhân bảng thứ ba vưu tinh chủ đều đánh bại miêu khai thạch tại bên cạnh không mặn không lạt mở miệng tham thành linh sắc mặt hết sức âm trầm hắn vốn cho rằng đại hồ tử bất quá là một hổ giấy một khi có tiên đạo tam giai xuất thủ hắn sẽ trực tiếp thảm bại nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà cũng giống như mình là một cái đứng đầu thiên kiêu, bây giờ càng là nghe đồn, sau lưng có thế lực cường đại. Hừ, thì tính sao, trịnh trưởng lão tự mình xuất thủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị bắt, đám người biết, cũng đều là nghe đồn mà thôi, thật giả ai hiểu rõ. Tham thành linh lạnh rên một tiếng, ban đầu, linh tham tinh khu, ra một cái cổ phong, đã để hắn đệ nhất thiên kiêu tên tuổi có nghi vấn, bây giờ lại thêm ra đại hồ tử, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ không vui. Miêu khai thạch cười lạnh, vừa muốn lại mở miệng, Bên này Trịnh trưởng lão lại là lạnh lùng một câu, "Đều im ngay." Lời nói này ở giữa, Trịnh trưởng lão tiên lực điên cuồng rót vào dưới thân phi thuyền bên trong. Lập tức, phi thuyền bên trên, hào quang nộ phóng, hướng về một cái phương hướng cực nhanh mà đi. Xuyên qua một phiến mê vụ, đám người trước mắt là một khỏa tinh thần. Rất nhanh, đám người tới gần tinh thần, đại gia thình lình phát hiện, một tên mặt trắng thanh niên, khoanh chân ngồi tại đại địa bên trên. Là hắn, Trịnh trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Tham Thành Linh trên mặt biểu lộ vẻ kiêng kỵ mở miệng, đợi một chút, trưởng lão, cái này tiểu tử làm sao sẽ vô duyên vô cớ chờ ở chỗ này, có lẽ hắn có cái gì mai phục. Đại hồ tử rất nhiều nghe đồn, bọn họ tự nhiên đều là biết được, Tham Thành Linh ngoài miệng mặc dù cuồng, nhưng đối với cái này đánh cướp hầu như nửa cái linh tham tinh khu cuồng nhân, đáy lòng vẫn là có mấy phần e ngại. Mai phục, người này sớm đã trọng thương tại thân, lần này, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến cùng còn có mấy phần bản sự trịnh trưởng lão mở miệng, lời nói phía dưới, phi thuyền hướng về phía dưới thổ dân tinh thần, chính là cực nhanh bay đi. Cách xa mặt đất 10 trượng độ cao, trịnh trưởng lão, xem hướng phía dưới cổ phong, ánh mắt ngưng tụ. Không đợi trịnh trưởng lão mở miệng, cổ phong lại là mở to mắt, nhìn về phía trịnh trưởng lão cười nhạt, linh tham tiên nhân bảng, thứ hai, trịnh thiên hà, nghe đồn chiến lực kỳ thực vượt qua đệ nhất tham du trường, ta chờ ngươi đã lâu. Tiểu tử, vô luận ngươi làm sao giả thần giả quỷ, hôm nay, người đều không thể thoát đi, tiên thuật, phong cấm thuật. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức tiên lực trực tiếp thiêu đốt mà lên. Chương 1787, lấy lớn lấn nhỏ. Trịnh trưởng lão mở miệng phía dưới, lập tức tiên lực từ bàn tay khuếch tán ra. Khuếch tán ra tiên lực, tức khắc hóa thành từng cái từng cái quỷ dị phong ấn hoa văn. Những cái này phong ấn hoa văn, trong nháy mắt khuếch tán, phương viên trăm trượng, chẳng qua hô hấp ở giữa, toàn bộ bị phong ấn. Không chung bị kim sắc phong ấn hoa văn bao phủ lão phu cái này phong cấm thuật có thể duy trì thời gian nửa nén nhang bắt ngươi là đủ trịnh trưởng lão mở miệng a à, như vậy liền động thủ đi cổ phong nhạt nói tiểu tử hôm nay lão phu liền nhường ngươi hiểu rõ linh tham tinh khu không phải ngươi tùy ý hổ nháo địa phương tiên thuật cầm long trưởng trịnh trưởng lão mở miệng tiên lực gào thét hiện ra lập tức trong tay hắn đánh ra pháp quyết cái này tiên lực lập tức liền muốn cô động tiên thuật thú vị cổ phong mắt sáng lên vung tay lên lập tức bên trên bầu trời một đám mây đoá hướng về trịnh trưởng lão bay đi oanh sau một khắc cái này trong đám mây một kiện nhất giai tiên bảo bỗng nhiên bạo liệt kinh khủng tiên khí phong bạo trực tiếp đánh tan ra trịnh trưởng lão gặp tình hình vung tay lên lập tức tiên lực cô động phòng ngự màn hào quang đem cái này tiên khí phong bạo ngăn cản mặc dù cái này nhất giai tiên bảo tự bạo không có thương tổn được hắn nhưng lại nhường hắn cái này cô động phân nửa tiên thuật, trực tiếp chính là bị đánh gãy. Tiên thuật, cầm, Trịnh trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa cô động tiên thuật. Cổ Phong phất tay phía dưới, lại là một đóa mây trắng cực nhanh bay tới, lập tức một món trong đó nhất giai tiên bảo, lại là trong nháy mắt nổ tung. Như vậy, Trịnh trưởng lão không thể không thủ, lại lấy tiên lực ngăn cản. Hắn chính mình coi như ngạnh kháng, cũng không có gì, nhưng phía sau hắn, còn có tham thành linh đám người, nhất giai tiên bảo tự bảo có thể đủ trọng thương bọn họ. Trịnh Thiên Hà, người cái này tiên thuật, chỉ sợ là dùng không được. Cổ phong nhàn nhạt một câu, tiểu tử, rất tốt, lão phu nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức bước ra một bước, cả người thoát ly phi thuyền, hướng về cổ phong cực nhanh mà đến. Hắn nâng lên, chính là một trường, bàn tay này bên trên, tiên lực hội tụ, hắn dứt khoát, không có ý định lại dùng tiên thuật, mà là trực tiếp lấy ngang ngược tu vi, áp chế tính đánh bại cổ phong. Cổ phong mỉm cười, người thật giống như quên một chút cái gì. Vừa nói, cổ phong vung tay lên, lập tức, ba đóa mây trắng, trực tiếp bay về phía bên trên bầu trời phi thuyền, trong nháy mắt nổ tung. Oanh, phi thuyền không có trịnh trưởng lão tiên lực trèo trống, phòng ngự không có mạnh như vậy, bên trên hắn phòng ngự màn hào quang, trực tiếp chính là bị tạc mở. Người bên trong, tức khác cùng nhau sắc mặt tái đi, tại cái này nổ lớn lực lượng bị chấn động đến góc miệng tiên huyết tràn ra. Không tốt, mau rời đi, Tham Thành Linh gặp tình hình sắc mặt khó coi, lập tức giống to, lập tức tức khắc rời đi phi thuyền. Lời nói ở giữa, đám người đều là khống chế riêng phần mình tiên bảo, trực tiếp bay lên trời, liền muốn rời khỏi cái này tinh thần. Bọn họ nhìn ra, mình tại nơi này, Trịnh trưởng lão không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, sẽ trở thành Trịnh trưởng lão liên lụy. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện không cách nào rời đi. Bởi vì, bên trên bầu trời, khắp nơi đều là phong ấn hoa văn. Chính là Trịnh trưởng lão phong cấm thuật trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt thương bạch nghe đồn cái này đại hồ tử cực kỳ hung tàn còn ăn qua thịt người làm sao bây giờ chúng ta sẽ không chết đi trịnh trưởng lão bảo hộ chúng ta trịnh trưởng lão mở ra cái này tiên thuật đi cái này phần đông tuổi trẻ tu giả đều là trong nháy mắt sợ bọn họ đều chỉ có tiên đạo nhất giai đồng thời tại linh tham tinh nhiều năm bọn họ ỉ vào thân phận của mình vô cùng ít người dám cùng bọn hắn động thủ như vậy bọn họ trải qua lịch luyện cực ít khi bọn hắn phát hiện cái này hung danh hiển hách đại hồ tử, mục tiêu là bọn họ thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt đều tái đi. Đều im ngay, phân tán đến trong trận pháp các nơi, không muốn tập hợp một chỗ. Trịnh trưởng lão gặp tình hình, quát lạnh một tiếng, tham thành linh đám người nghe nói, tức khắc phân tán ra, phân tán đến trận pháp này các ngõ ngách. Bọn họ minh bạch trịnh trưởng lão y tứ, phân tán ra, đại hồ tử không thể đồng thời đối với tất cả mọi người bọn họ xuất thủ, như vậy phần lớn người đều là an toàn đại hồ tử người nhất định như vậy hèn hạ đối với tiểu bối xuất thủ giờ phút này trịnh trưởng lão nhìn về phía cổ phong tức giận một câu hắn xem nhẹ trải qua đại hồ tử một mình chiến vưu hiểu y ba người sự tình về sau hắn liền sẽ đại hồ tử định là cao giai tu giả như vậy phía trước bố trí trận pháp thời điểm hắn không có suy nghĩ nhiều hắn căn bản không nghĩ tới cái này đại hồ tử như vậy hèn hạ sẽ đối với chính mình mang đến cái này tuổi trẻ tu giả động thủ ti tiện bọn họ là tiểu bối chẳng lẽ ta chính là tiền bối sao? Cổ phong nghe xong, cười, trên thân khí tức, không che giấu chút nào phát ra. Tiên đạo nhất dai, vẻn vẹn tiên đạo nhất dai khí tức, mà cổ phong tuổi tác, giờ phút này trịnh trưởng lão xem xét, quả nhiên không đến ba ngàn tuổi. Không chỉ là trịnh trưởng lão, như vậy tận lực phát ra phía dưới. Tất cả mọi người ở đây, đều là cảm giác được rõ ràng. Đáng chết, hắn, hắn làm sao sẽ, tham thành linh sắc mặt cực kỳ khó coi hắn căn bản không thể tin được cái này toàn bộ là thật một cái cũng giống như mình tuổi trẻ cũng giống như mình tu vi tu giả bây giờ vậy mà cũng đã có thể nghiền ép tiên đạo nhất giai nhị giai đang cùng tiên đạo tam giai cường giả một trận chiến cái này toàn bộ giống như một tòa núi lớn hung hăng đặt ở hắn trên thân đem đỉnh đầu hắn toàn bộ thiên kiêu quang hoàn hoàn toàn đập nát miêu khai thạch loại rất nhiều thiên kiêu sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi bọn họ mặc dù không có tham thành linh còn trẻ như vậy nhưng cũng đều là 5.000 tuổi phía dưới, tại tinh không vạn tuế phía trước, đều tính toán thế hệ tuổi trẻ, nếu như nói đối mặt tham thành linh, bọn họ cảm giác chính mình còn có truy đuổi khả năng lời nói, đối mặt cái này đại hồ tử, bọn họ chỉ có thể cảm thấy thật sâu bất lực. Trịnh trưởng lão trong lúc nhất thời nói không ra lời, trước kia cũng chẳng qua là nghe nghe đồn, hắn còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra, cái này đại hồ tử, xác thực không đến 3.000 tuổi, tu vi cũng xác thực chỉ có tiên đạo nhất sai. Chính mình nói đối phương khi dễ tiểu bối, đối phương cũng chỉ là một tên tiểu bối A. À. Trong lúc nhất thời, hắn á khẩu không trả lời được. Tiểu tử, coi như lão phu hôm nay bắt nạt ngươi, nhưng tiên vương mệnh lệnh, lão phu sẽ không vi phạm, ngươi hôm nay nhất định phải cùng lão phu đi. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức lần nữa hướng về cổ phong bay tới. Ta xem một chút, cái nào đây? Cổ phong ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào tham thành linh trên thân. Tiện tay vung lên, lập tức, một đóa mây trắng, chính là hướng về tham thành linh bay đi tại cổ phong dưới sự khống chế cái này mây trắng tốc độ cực nhanh trưởng lão cứu ta tham thành linh lập tức hét lớn một tiếng hắn tiến vào tiên đạo nhất giai không lâu đối mặt nhất giai tiên bảo tự bảo hắn không chết cũng muốn trọng thương đáng chết hướng về cổ phong vào tới trịnh trưởng lão mãnh liệt xoay người hung hăng vung tay lên lập tức một đạo tiên lực tấm lụa trực tiếp đánh qua đi oanh cái kia trong mây trắng tự bảo tiên bảo bị tiên lực tấm lụa ngăn cản hơn nửa nhưng kinh khủng tiên khí phong bạo vẫn có một thành đánh vào tham thành linh trên thân. Phốc, tham thành linh trong miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ra vài chục trượng, hắn mới đứng vững thân hình, mặc dù vẻn vẹn bị thương nhẹ, nhưng áo quần hắn cũng đã rách dưới, vô cùng chật vật. Chương 1788, liên tiếp xuất thủ. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Trịnh trưởng lão giận dữ, lần nữa hướng về cổ phong đánh tới, lần này cũng là người đi cổ phong tiện tay, lại là vung lên, một đóa mây trắng, lại là bay qua đi, lần này, bay về phía, hay vẫn là tham thành linh. Tham thành linh trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, trưởng lão, cứu ta. Trong lòng của hắn ủy khuất tới cực điểm, vì cái gì lại là chính mình, hắn vốn cho rằng nhiều người như vậy, cái này đại hồ tử sẽ đổi một cá nhân động thủ, không nghĩ tới lại là chính mình. Trịnh trưởng lão nơi này, biến sắc, đổi lại cái khác thiên kiêu, hắn thà rằng nhường hắn trọng thương, chính mình nơi này cũng phải bắt cho được đại hồ tử, nhưng tham thành linh khác biệt, hắn là linh tham tinh tương lai, linh tham tinh khu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Đáng chết, gầm lên một tiếng phía dưới, trịnh trưởng lão lần nữa mãnh liệt xoay người, lại là một đạo tiên lực tấm lụa đánh qua đi. Cái kia trong mây trắng, tiên bảo tự bảo, tiên lực tấm lụa mặc dù ngăn cản hơn nửa, nhưng như cũng có bộ phận tiên khí phong bạo đánh vào tham thành linh trên thân. Phốc, tham thành linh lần nữa tiên huyết phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Áo quần hắn rách dưới cực kỳ, tóc tai bù xù, chật vật tới cực điểm. Trịnh trưởng lão nhìn về phía cổ phong, tức giận một câu, đại hồ tử, người có bản lĩnh. Nếu như ta không có bản sự, nhiều người như vậy truy giết, đã sớm chết bao nhiêu lần. Cổ phong sắc mặt lạnh lẽo, liên tục phất tay, một đóa tiếp lấy một đóa mây trắng, hướng về tham thành linh bay đi. Trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta, tham thành linh cảm giác đến tử vong sợ hãi, lớn tiếng gào thét trịnh trưởng lão nơi này không kịp nghĩ nhiều không ngừng đánh ra tiên lực ngăn cản tức liền như vậy tham thành linh vẫn là bị lần lượt đánh bay hắn toàn thân huyết thủy áo không đủ che thân cả người chật vật tới cực điểm tóc đều là một phiến cháy khét miêu khai thạch đám người chứng kiến cái cảnh này tê cả ra đầu nếu như đổi lại là chính mình bọn họ không dám tưởng tượng vì cái gì vì cái gì luôn là ta tham thành linh hầu như khóc mỗi lần đều đánh chính mình đổi một cá nhân cũng được a à bởi vì ngươi bộ dáng cần ăn đòn. Cổ phong nhạt nói, nghe đến lời này, tham thành linh tức giận đến kém chút không có ngất đi. Đại hồ tử, ngươi có dám cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản, lão phu ba chiêu, lão phu hôm nay liền thả ngươi. Trịnh trưởng lão có chút khí cấp bại phôi nói, ra tay đi, cổ phong nhạt nói, đi, trịnh trưởng lão mở miệng ở giữa, bấm tay ra sức một điểm. Lập tức, một chuôi hình móc câu tiên bảo, hướng về cổ phong, chính là cực nhanh hiện ra. Ra, cũng tại lúc này, cổ phong mở miệng, sườn đông, đại địa toái nứt, trong đó một đầu hắc sắc thú chảo, bỗng nhiên bay lên, chính là ám ma chảo, bên trên hắn tam giai tiên bảo khí tức, bỗng nhiên bộc phát, ám ma chảo hóa thành vô cùng cự đại, hướng về cái kia hình móc câu tiên bảo, chính là bỗng nhiên đánh tới. Tiểu tử, vẻn vẹn một kiện tam giai tiên bảo, muốn ngăn trở lão phu nhiếp hồn câu, si tâm vọng tưởng. Trịnh trường lão cười lạnh, lập tức tiên lực thôi động, cái kia hình móc câu tiên bảo uy lực bạo tăng. Có đúng không? Ra, cổ phong giờ phút này, mở miệng. Phía nam, núi nhỏ bên trên, thanh đồng tụ linh pháo bỗng nhiên hiển hiện. Bên trên hắn, linh văn không ngừng sáng lên. Một đảo, hai đảo, bảy đảo, tám đảo, tám vị trí đầu đạo linh văn sáng lên. Trịnh trưởng lão còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng đạo thứ chín linh văn sáng lên thời điểm, hắn cảm giác được một cổ khí thức khủng bố. Oanh, chín đạo linh văn cô động phía dưới, Thanh đồng tụ linh pháo, một pháo hướng về Trịnh trưởng lão hung hăng đánh ra. Cái này một pháo là thiêu đốt 10 vạn tiên thạch cô đọng. Cái kia kinh khủng tiên khí cột sáng hướng về Trịnh trưởng lão hung hăng oanh kích mà đến. Tham Thành Linh, Miêu Khai Thạch đám người chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Bọn họ không dám tưởng tượng, cái này pháo tại sao có thể có kinh khủng như vậy uy lực. Thiên Quỷ Thuẫn, thân là tiên đạo tam giai cường giả tối đỉnh, Trịnh trưởng lão đương nhiên không chỉ có một kiện tam giai tiên bảo hắn mở miệng ở giữa một bên tiểu thuẫn từ túi càn khôn bay ra trong nháy mắt cự đại hóa hóa thành một bên đen kịt cổ điển tấm chắn bên trên hắn có một cái mặt quỷ oanh cái này một pháo hung hăng đánh vào tấm chắn bên trên trịnh trưởng lão thôi động tấm chắn gắt gao ngăn cản nhưng sắc mặt nhiều hơn một vòng thương bạch cổ phong gặp tình hình cầm ra một thanh tiên đan bỗng nhiên nhét vào trong miệng lần nữa bấm tay một điểm ra giờ phút này Phía tây, cái kia ẩn giấu ở cổ thụ bên trên bị ma khí che lấp tuế Nguyệt kiếm, bắn mạnh hiện ra. Bên trên hắn, trong nháy mắt giải khai sáu đạo phong ấn. Tam giai tiên bảo khí tức, trực tiếp bộc phát, hướng về Trịnh trưởng lão hung hăng ám sát mà đến. Lại là tam giai tiên bảo, Trịnh trưởng lão giờ phút này, ánh mắt đều là biến đổi. Cái này tiểu tử đến cùng bực nào tài vật, vậy mà liên tục xuất ra ba kiện tam giai tiên bảo đến. Cho dù Trịnh trưởng lão, cũng là chỉ có hai kiện tam giai tiên bảo a giờ phút này trịnh trưởng lão sắc mặt khó coi lập tức mở miệng tham chi ý cảnh mở lời nói ở giữa trịnh trưởng lão ý cảnh trong nháy mắt triển khai cái này ý cảnh cực kỳ đặc thù trịnh trưởng lão thân thể bên trên hiện ra nhân sâm hư ảnh tiếp lấy thân thể bên trên khuếch tán ra vô số đầu nhân sâm dễ cây hư ảnh những cái này dễ cây cực nhanh khuếch tán tức khắc đem tuế nguyệt kiếm hung hăng quấn quanh tiểu tử muốn đánh bại lão phu người còn non một chút trịnh trưởng lão lập tức cười lạnh một câu, tham thành linh mấy người gặp tình hình, hô dài khẩu khí, bọn họ thật sợ, trịnh trưởng lão sẽ bại. Kỳ thật tuế nguyệt kiếm, nắm giữ tuế nguyệt khô mục lực lược, giờ phút này có thể đem những cái kia dễ cây làm tan rã, nhưng cổ phong không có sử dụng. Hắn gặp tình hình, hướng thẳng đến phía bắc phát tay, làm lân. Giống, cũng tại lúc này, phía bắc, cái kia sông nhỏ bên trong, trong nháy mắt một đầu hư huyễn dị thú, gào thét sông ra. Đây là, kỳ lân, tất cả mọi người, bao quát trịnh trưởng lão, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua chân chính kỳ lân, nhưng kỳ lân cái này loại thần thú tranh ảnh, sớm đã lưu truyền, bọn họ không nghĩ tới, cái này đại hồ tử vẫn còn có một đầu kỳ lân thú hồn. Cái này, cái này là bực nào nội tình, giống, giờ phút này, làm lân giống to một tiếng, hai đạo lam quang từ hắn trong đôi mắt, bắn mạnh hiện ra. Cái kia lam quang đụng chạm phía dưới, toàn bộ dễ cây hư ảnh, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, hóa thành hư không. Phốc, trịnh trưởng lão nơi này, góc miệng tiên huyết tràn ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này kỳ lân thú hồn, lại có phá khai ý cảnh thần thông. Tiên thuật, khẩu mật phúc kiếm, giờ phút này, trịnh trưởng lão ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía cổ phong, một thanh quát lên. Lập tức, trong cơ thể hắn, khí huyết bành trướng, vô biên tiên lực tại trong cơ thể cực nhanh ngưng tụ, cuối cùng hội tụ đến trong miệng. Khí huyết cùng tiên lực dung hợp phía dưới, trịnh trưởng lão trong miệng, phun ra một thanh tiên lực huyết kiếm. Cái này tiên lực huyết kiếm, hướng về cổ phong bắn tới. Kiếm này, cực nhanh, cái này tiên thuật, cũng là trịnh trưởng lão thành danh tiên thuật một trong, vô cùng ít người có thể ngăn cản hạ xuống. Cổ phong lại là mỉm cười, vỗ một cái túi càn khôn, thanh sắc quả đào, trực tiếp xuất hiện, một thanh tiên đan nhét vào trong miệng, trong nháy mắt thiêu đốt tiên lực, thôi động thanh sắc quả đào. Lập tức, thanh sắc quả đào hào quang nộ phóng, từng mảnh từng mảnh thanh sắc gợn sóng khuếch tán, cô động thành một cái thanh sắc vòng xoáy. Trong nháy mắt cự đại hấp lực triển khai, cái kia tiên lực huyết kiếm, tức khắc nhận hấp lực dẫn dắt. chương 1789, Diệp Công Tử. Chứng kiến cái cảnh này, trịnh trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, dừng tay. Cái này một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người, trong nháy mắt đều là sướng sờ. Cổ phong nơi này cũng là hơi sướng sờ, xem cái này trịnh trưởng lão ánh mắt, tựa như phát sinh cái gì đại sự. Trịnh trưởng lão, tức khắc đem hình móc câu tiên bảo thu hồi, đem quỷ kiểm lá chắn thu hồi, đem tiên lực huyết kiếm thu hồi trong bụng, tu vi khí tức toàn bộ thu liếm. Tiếp theo, tại tham thành linh đám người, vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, trịnh trưởng lão hướng về phía cổ phong cúi đầu một xá. Cái này, tất cả mọi người, trong nháy mắt đều mộng. Trịnh trưởng lão là thân phận gì? Tại linh tham tinh khu, hắn thân phận địa vị, chỉ sợ cũng chỉ có bạch tham tiên vương, tham du trưởng có thể cao hơn hắn một chút. Mà hắn, bây giờ lại hướng Cổ Phong cúi đầu, tham thành linh đám người cảm giác chính mình tu hành muốn sụp đổ. Mà Cổ Phong nơi này cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái này đánh lấy làm sao lại biến thành như vậy? Chẳng qua Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt lại là bình thản không có gì lạ, nhàn nhạt, nhạt một câu, làm sao? Không đánh sao? Diệp công tử, lão phu có mắt không thấy tiên sơn, còn thỉnh Diệp công tử thứ lỗi. Trịnh trưởng lão hướng về phía Cổ Phong, lần nữa một xá, vô cùng khiêm tốn. Diệp công tử Cổ phong nơi này cũng là hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhạt nói, a à. ngươi biết ta, lão phu mặc dù không biết công tử, nhưng trước kia lại đi qua một lần bích cơ tiên vực, được chứng kiến thiên mục tinh diệp ra thủ đoạn ngất trời, lão phu biết được, tại chỉ có thiên mục tinh diệp ra, chỉ có huyền tử, mới có thể được ban cho tiên đào. Trịnh trưởng lão nhìn về phía cổ phong, lần nữa cung kính mở miệng. Hắn đời này đều không thể quên, năm đó thiên mục tinh diệp ra cường giả, phất tay ở giữa, tinh thần vỡ nát kinh khủng tràng cảnh. Đối với những cái kia nắm giữ cái này thanh sắc quả đào diệp ra hạch tâm huyền tử, hắn cũng là sẽ không quên. Hắn hiểu rõ, cái này quả đào là thiên mục tinh trọng bảo, nếu không có diệp ra huyền tử, tuyệt không có khả năng nắm giữ cái này quả đào. Trịnh trưởng lão có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ trêu chọc đến cái này loại gia tộc cổ xưa truyền nhân, nếu như là sớm biết cái này đại hồ tử là thiên mục tinh diệp ra người, coi như bạch tham tiên vương làm sao bức bách, hắn cũng không dám đến động thủ A coi như ngươi có mấy phần nhãn lực, cổ phong bình thản một câu, đem toàn bộ bảo vật, cùng Lam Lân đều là thu hồi, lập tức nhạt nói, lần này, nếu không có gia tộc lão tổ để cho ta tới một người tới cái này mạch sinh tinh khu lịch luyện, ta còn thật lười nhắc tại các người cái này linh tham tinh khu hành tẩu. Thiên mục tinh diệp ra cái danh này, thoạt nhìn không sai, có thể mượn dùng, tự nhiên liền mượn dùng mấy phần. Diệp công tử không hổ là người diệp ra, thủ đoạn cường đại, cùng thế hệ hiếm có địch thủ, lão phu bội phục. Trịnh trưởng lão tức khắc mở miệng nói ra, như vậy, toàn bộ đều giật mình, cũng chỉ có loại này đối với trong tộc Thiên Kiêu cực kỳ khắc khổ gia tộc cổ xưa mới sẽ làm ra, nhưng trong tộc Thiên Kiêu một cá nhân đi cái khác tinh khu hành tẩu. Lại liên tưởng phía trước, cái này đại hồ tử rất nhiều biểu hiện, Trịnh trưởng lão trong lòng đối với hắn thân phận cũng đã xác định không thể nghi ngờ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nói nhảm liền nói ít, trong nhà lão đầu tử mặc dù để cho ta ra đến rèn luyện, cũng biết gặp được chút ít phiền phức. Nhưng nếu là hiểu rõ ta nhận đối đãi như vậy, cái này, Diệp công tử, lão phu thật là không biết a. À. Trịnh trưởng lão thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn hiểu rõ, loại này đại gia tộc đệ tử, trên thân đều có truyền âm ngọc phù loại hình vật phẩm, một khi truyền âm, chỉ sợ những cái kia Diệp gia lão quái vật, chỉ sợ liền sẽ dùng vượt qua tiên vực đại trận trực tiếp giết tới. Cái kia không chỉ có vẻn vẹn đối với hắn Trịnh trưởng lão, coi như toàn bộ linh tham tinh khu, đều là không cách nào tiếp nhận Diệp ra lửa giận. Thậm chí toàn bộ kim bằng tinh vực đều có thể bị liên lụy, cho dù là kim bằng tiên hoàng, đối mặt Diệp ra cái này loại quái vật khổng lồ, cũng là không có chút nào năng lực chống cự. Tính toán, người không biết vô tội, bất quá, ta thủ thương cũng không nhẹ, còn có ta nhận không nhỏ kinh hãi. Cổ phong trong miệng lẩm bẩm cái này, Diệp công tử, đây là lão phu túi càn khôn, đồ bên trong, mặc dù Diệp công tử không nhất định thấy vừa mắt, nhưng đại biểu lão phu một điểm tâm ý. Trịnh trưởng lão tức khắc mở miệng, cổ phong vung tay lên, cái kia túi càn khôn bỏ vào trong túi lập tức nhàn nhạt, nhạt một câu lần này ta thụ thương chính là không nhẹ trịnh trưởng lão thân thể chấn động nhìn về phía tham thành linh đám người tranh thủ thời gian đều đem đồ vật lấy ra không thấy được diệp công tử thụ thương nặng như vậy sao tham thành linh người đồ vật nhiều nhất nhanh lên ta tham thành linh đều muốn khóc cái này tiểu tử coi như thụ thương cũng là phía trước tại người khác nơi đó nhận được thương thế tốt lên đi chính mình cũng bị đánh thành như vậy a à, còn chưa nói thụ thương nặng trong lòng mặc dù không nguyện ý nhưng tham thành linh hay vẫn là ngoan ngoãn xuất ra túi càn khôn diệp công tử còn thỉnh tha qua tiểu nhân miêu khai thạch đám người liền lại không dám do dự tức khắc nhau nhau xuất ra túi càn khôn cổ phong đem tất cả mọi người túi càn khôn đều thu hồi vừa lòng thỏa ý nhạt nói tốt hôm nay sự tình cũng tại lúc này bên trên bầu trời phong ấn hoa văn vừa vặn tiêu tán một đạo hư huyễn lão giả thân ảnh mút trời mà đến người đến bộ dáng là tham du trường nhưng hiển nhiên, đây không phải tham du trường bản tôn, mà là một đạo thần hồn phân thân. Tham du trường tu có bí thuật, thần hồn phân thân đi đường tốc độ càng nhanh, hắn đối với đại hồ tử, trong lòng sớm đã nổi giận cực kỳ, như vậy phát hiện đại hồ tử khí tức, trực tiếp trước hết để cho thần hồn phân thân đến đây. Đại hồ tử, người dám lừa gạt lão phu, này cầu thí cổ tiên chi huyết, ăn lão phu một trường. Tham du trường gầm thét ở giữa, một trường hướng về cổ phong đánh tới. Tham du trường, không thể trịnh trưởng lão gặp tình hình, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nếu như cái này diệp ra thiên kiêu thật bị thương, toàn bộ linh tham tinh khu, tất cả mọi người, chỉ sợ liền đều muốn xong. Mà cũng tại lúc này, cổ phong thanh âm lạnh lẽo, lão đầu nhi, muốn lấy lớn lấn nhỏ, người tuyển sai đối tượng, vạn ma kỳ. Lời nói ở giữa, cổ phong bỗng nhiên vỗ một cái vạn ma kỳ. Trong nháy mắt, vạn ma kỳ bên trên, quang mang chấp nhấp nháy. Cái kia tử điệp hồn mãng đổ văn, trong nháy mắt sáng lên, tiếp lấy. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu lớn lên một đôi hồ điệp cánh chim cự đại hư huyễn mãng xà trực tiếp từ vạn ma kỳ bên trong bay ra. Tiếp theo, hắn cái kia một đôi hồ điệp cánh chim, bỗng nhiên một phiến. Vù, cái này một phiến phía dưới, tất cả mọi người ở đây thần hồn đều là chấn động. Cái kia hướng về cổ phong vào tới tham du trường thần hồn hóa thân, càng là chấn động mạnh một cái, toàn bộ thân thể kém chút chấn vỡ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, đây là, ra, cổ phong gặp tình hình, lại là vung tay lên, lập tức, vạn ma kỳ bên trên, cái kia tử sắc mân côi đổ văn sáng lên, trực tiếp bay ra. Tử sắc mân côi vừa ra, trực tiếp rơi vào tử điệp hồn mãng cái chán, trong nháy mắt vô số tử sắc hồ điệp hư ảnh hiện 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 ra. Cũng tại cổ phong, chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm. Cái kia tham du trường thần hồn hóa thân ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi, tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Làm sao, không đánh, cổ phong nhạt nói, chỉ cảm thấy lời này giống như phía trước nói qua. Tiếp theo, nhường đám người vô cùng kinh ngạc một màn, xuất hiện, chỉ thấy tham du trường hướng về cổ phong, chính là cúi đầu một xá, lão hủ tội đáng chết vạn lần, thực sự không biết công tử là tử hồn tông đệ tử. chương 1790, Kim Đao hành đến. Giờ khắc này, tham du trường trong đầu oanh minh rung động. Bích cơ tiên vực, tọa lạc ở tinh không phía tây, minh mông vô biên, cường đại, thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn thiên linh tiên vực. Mà bích cơ tiên vực bên trong, có một cái cổ lão truyền thừa tông môn, cái này tông môn, tên là Tử Hồn Tông. Cái này Tử Hồn Tông, có thể nói là cùng viễn cổ gia tộc, thiên mục tinh diệp ra, là một cái cấp bậc kinh khủng tồn tại. Cái này tông môn, chủ tu hồn phách, chia làm xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bảy đẳng cấp, xích cấp là thấp nhất tạp dịch đệ tử, mà cao nhất chính là áo tím truyền thừa đệ tử. Có thể nói, mỗi một cái tử y đệ tử tại tử hồn tông đều là bảo bối u cục, địa vị, khoảng trường tông môn thánh tử phía dưới. Tử hồn tông, là cái này bên trong tinh không am hiểu nhất tu hành bản thân hồn phách tông môn như vậy thanh danh lan xa tử hồn tông đệ tử cũng sẽ đi khắp tinh không trước kia tham du trường liền ban đầu vì một tên tử y đệ tử luyện chế qua một viên đan dược hắn hiểu rõ tại tử hồn tông chỉ có tử y đệ tử mới sẽ có được tử cấp hồn thú mới sẽ có được tử cấp tiên bảo tử hồn tông toàn bộ tiên bảo thuật pháp đều là cùng thần hồn có quan hệ như vậy vừa rồi cổ phong xuất thủ phía dưới tại tham du trường thần hồn rung động đồng thời trong lòng của hắn cũng đã xác định cổ phong chính là tử hồn tông đệ tử tử hồn tông bên này trịnh trưởng lão tâm càng thêm chấn động trước mắt người trẻ tuổi kia không chỉ là diệp gia huyền tử hay vẫn là tử hồn tông tử y đệ tử cái này cái này quả thực không cách nào tưởng tượng a à. trong đó một cái tên tuổi cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng mà bây giờ hai cái này tên tuổi tại có thể tưởng tượng nếu như thật đem người này bức bách tức khắc sau lưng hư không vỡ vụn truyền tống đại trận bên trong, Diệp ra cùng tử hồn tông cường giả đến đây, diệt toàn bộ kim bằng tinh vực đều là không đáng kể. Cổ phong bình thản một câu, coi như người có mấy phần nhãn lực. Giờ phút này, bên cạnh trịnh trưởng lão mở miệng, tham lão đầu nhi, người có biết đạo, cái này vì công tử, còn họ Diệp. Cái gì, tham du trường nghe xong, trong nháy mắt thần sắc chấn động. Diệp ra, cũng là bích cơ tiên vực, chẳng lẽ? Không sai, Diệp công tử chính là Diệp ra dòng chính. Trịnh Trường Lão mở miệng, Tham Du Trường thân thể lại chấn, cả người đều mộng, chính mình vạn dặm đuổi bắt một gái đồng thời nắm giữ diệp ra dòng chính cùng tử hồn tông tử y đệ tử hai thân phận cực hạn yêu nghiệt. Tham Du Trường, cái kia cổ tiên chi huyết, ta vốn không biết, là tự ngươi nói đó là thật, cưỡng ép muốn mua, về sau cũng là ngươi loại bức bách ta mua, ta sớm đã nhắc nhở qua ngươi, ta không biết vật này thật giả, ngươi muốn nhìn chuẩn, ngươi có nhớ? Cổ Phong nhìn về phía Tham Du Trường mở miệng, việc này. Mặc dù là cổ phong hố người, nhưng thực tế bên trên, cổ phong chiếm cứ đạo lý. Chẳng qua tại cái này bên trong tinh không, chỉ có có đầy đủ thực lực hoặc là bối cảnh, mới có tư cách cùng người giảng đạo lý, hiện tại cổ phong có thể. Là lão hủ sai, lão hủ nhất thời sai lầm, tham du trường trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lần này, là hắn lấy cổ tiên chi huyết sự tình, nói cho vưu hiểu y đám người, nhưng mọi người cùng nhau đối với cổ phong xuất thủ. Về phần trịnh trưởng lão, là bởi vì nhận bạch tham tiên vương mệnh lệnh, mới ra tay bản chất không giống nhau như vậy có thể nói chính mình hẳn là cái này vị diệp công tử hận nhất người bởi vì ngươi ngang ngược không giảng đạo lý thế cho nên nhường vưu hiểu y mấy cái tiên đạo tam giai đỉnh phong cường giả liên thủ truy sát ta ngươi có biết nếu không có thân ta bên trên còn có mấy món bảo vật ta cũng đã bỏ mình ở đây cổ phong vừa nói thanh âm bỗng nhiên tăng lên giọng nói vô cùng băng lãnh lão hủ tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần còn thỉnh diệp công tử tha cho lão hủ lần này Tham du trường, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, hắn sợ, thật sợ, mặc dù hắn tại cái này linh tham tinh khu, là cao cao tại thượng luyện đan sư, nhưng ở diệp ra cùng tử hồn tông trước mặt, ngay cả một cái giấm cũng không bằng. Tu giả, là có ngạo cốt, nhưng toàn bộ, đều muốn xây dựng ở còn sống cơ sở bên trên. Tu hành, muốn trường sinh, nhất định phải còn sống, tại bên trong tinh không, vì tu hành cùng trường sinh, mỗi người tại hung ác chém giết đồng thời, hắn còn có thể sống tiếp, tham du trường cũng là như vậy. Như vậy, hắn trực tiếp lựa chọn cúi đầu. Thôi, vốn công tử cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hỏi người, chẳng qua lần này, ta thụ thương chính là. Cổ phong lập tức, nhàn nhạt một câu, tham du trường nhãn tình sáng lên, tức khắc xuất ra túi càn khôn, diệp công tử, xin hãy nhận lấy. Cổ phong đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp liền đem túi càn khôn thu hồi. Hai người các ngươi, tạm thời ngay ở chỗ này đi, giúp ta giải quyết xong cuối cùng sự tình, nhớ kỹ. Ta không để cho các ngươi nói ra, các ngươi không cần mở miệng." Cổ Phong nhìn về phía Trịnh trưởng lão cùng Tham Du Trường, nhàn nhạt, nhạt một câu. Hai người đều là già thành tinh, nghe nói Cổ Phong lời này, trong nháy mắt minh bạch. Cứ như vậy, Cổ Phong đứng ở chỗ này, Tham Du Trường cùng Trịnh trưởng lão, đứng ở Cổ Phong hai bên sau lưng vị trí, giống như tôi tớ đồng dạng. Không đến qua nửa trụ hương, bên trên bầu trời, một đạo quát chói tai truyền đến. "Đại hồ tử, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu?" Chỉ thấy Bên trên bầu trời, kim đao hành chân đạp thất tinh chiến thuyền, cực nhanh mà đến. Hắn hai bên trái phải, riêng phần mình một tên tiên đạo tam giai cường giả, chính là kim đại cùng kim nhị. Có ở phía trước đủ loại sự tình, cái khác chảm hồ tử người liên minh, đều sớm rời khỏi, bây giờ kim đao hành cũng chỉ có hai cái thiếp thân tôi tớ tại. Kim đao hành, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn cao cao tại thượng nhưng không nghĩ đến tới một lần linh tham tinh khu, năm năm qua, đối với đại hồ tử hận ý, hắn cũng đã tích lũy đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Giờ khắc này, chứng kiến cổ phong trong nháy mắt, hắn hai con mắt, hầu như toát ra hỏa hoa đến. Kim đao hành ánh mắt rơi vào cổ phong trên thân, lại là đảo qua hai bên trịnh trưởng lão cùng tham du trường, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lập tức cười to trịnh tiền bối, tham tiền bối, đa tạ hai vị giúp ta bắt lấy cái này đại hồ tử, việc này vãn bối sẽ không quên, kim đại, kim nhị, đi đem đại hồ tử mang tới. Là, thiếu chủ kim đại cùng kim nhị đồng thời mở miệng cực nhanh hiện ra hai người trực tiếp chính là hướng về cổ phong phóng đi cổ phong sắc mặt như thường căn bản không cần mở miệng hai bên trái phải trịnh trưởng lão cùng tham du trường chính là phóng lên tận trời trực tiếp ngăn tại kim đại cùng kim nhị trước mặt kim đại cùng kim nhị biến sắc tham du trường trịnh thiên hà hai người các ngươi đây là ý gì kim đao hành gặp tình hình lập tức giận dữ hắn căn bản vô phương tưởng tượng cái này tham du trường cùng trịnh thiên hà, làm sao sẽ bảo hộ đại hồ tử, đồng thời xem phía trước tư thế, tựa như tôi tớ đồng dạng. Tham du trường cùng trịnh trưởng lão không có cổ phong mệnh lệnh, không nói một lời, liền ngăn tại kim đại cùng kim nhị trước mặt. Hai người trên thân tu vi khí thức bộc phát, ý tứ rất rõ ràng, kim đại kim nhị nếu như là động thủ, hai người bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Cổ phong nhìn về phía kim đao hành, nhạt nói kim đao hành, người cái này người thật đúng là hẹp hòi, Năm đó chẳng phải đánh cướp ngươi ít đồ sao? 5 năm năm, ngươi còn như vậy canh cánh trong lòng. Đại hồ tử, người năm đó làm nhục ta, thù này không đội trời chung. Kim Đao Hành nghe đến lời này, tức giận tới mức run rẩy, hắn như cố quên không được, năm đó tỉnh lại, nhìn lấy chính mình toàn thân trần trùng trục bộ dáng. Chương 1791, ngươi không xứng. Cổ Phong nhìn về phía Kim Đao Hành, nhạt nói: "Kim Đao Hành, Người muốn tìm về năm đó mặt mũi, ta hiện tại cấp ngươi cơ hội này, hiện tại không có bất luận cái gì người nhúng tay, người ta công bằng đánh một trận, người chiến thắng ta, có thể đem ta dẫm ở dưới chân, thậm chí giết ta, đều có thể. Kim Đao Hành nghe nói, sắc mặt lại là hơi đổi. Thiếu chủ, coi chừng bị lừa, cái này đại hồ tử trên thân bảo vật phần đông, người không phải đối thủ của hắn. Kim Đại tức khắc mở miệng, thiếu chủ, chúng ta bây giờ phát tin tức cấp tiên vương đại nhân, nhưng hắn điều động người tới liền có thể. Kim Nhị cũng là mở miệng, đều im ngay, kim đao hành cắn răng mở miệng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ phong hắn muốn cùng cổ phong đánh một trận muốn chiến thắng nhưng hắn vẫn lại hiểu rõ người trước mắt đáng sợ chính mình không có nắm chắc tất thắng cổ phong cười nhạt trong lời nói mang theo vài phần khinh thường làm sao không dám sao năm năm khuất nhục nhiều ngươi như vậy phát điên bướng bỉnh điều động nửa cái linh tham tinh khu người đến vây bắt ta người đối với ta hận không phải đạt tới cực cao trình độ sao làm sao hiện tại nhưng lại không dám đánh một trận nhìn lấy cổ phong bộ biểu tình này kim đao hành sắc mặt cực kỳ khó coi cắn răng nói ta đánh với ngươi một trận thiếu chủ không thể a à. thiếu chủ nghĩ lại kim đại cùng kim nhị bỗng nhiên mở miệng rất tốt coi như ngươi có mấy phần dũng khí ta không bắt nạt ngươi trên người ngươi những cái kia cha ngươi cấp ngươi bảo vật ngươi có thể tùy ý sử dụng mà ta sẽ không vận dụng bất luận một cái nào tiên bảo sẽ không vận dụng bất luận cái gì một chương tiên phù, sẽ không thúc đẩy bất luận cái gì một đầu tiên thú. Cổ Phong nhìn về phía Kim Đao Hành nhạt nói, Kim Đại cùng Kim Nhị ánh mắt sáng lên, bọn họ hiểu rõ, cái này đại hồ tử lợi hại chính là ở chỗ trên thân bảo vật phần đông, nếu như hắn không cần tiên bảo, lấy thiếu chủ trên thân nhiều như vậy tiên bảo, tất thắng không thể nghi ngờ a. À. Ngươi, là ở nhục nhã ta sao? Kim Đao Hành sắc mặt lại là cực kỳ khó coi, lạnh lùng mở miệng. Là, Cổ Phong nhạt nói, ngươi kim đao hành sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên hắn vốn cho rằng cổ phong biết dùng cái khác lý do thoái thác không nghĩ tới đối phương liền rõ ràng nói cho chính mình tại nhục nhã chính mình bởi vì người quá yếu cổ phong mở miệng lập tức nói muốn chứng minh chính mình vậy liền động thủ đi ta muốn giết ngươi kim đao hành tê tiếng giống giận trong lòng của hắn cũng đã nhục nhã tới cực điểm lập tức hắn đem bó lớn tiên đan toàn bộ nhét vào trong miệng điên cuồng tiên lực trực tiếp tại thân thể bên trên thiêu đốt Tiếp theo, hắn vỗ một cái túi càn khôn, hai kiện tam giai tiên bảo, sáu cái nhị giai tiên bảo, mười mấy kiện nhất giai tiên bảo, toàn bộ bay ra. Hôm nay, hắn muốn thắng, vô luận dùng biện pháp gì, hắn muốn thắng. Cổ phong gặp tình hình, lại là sắc mặt như thường, bước ra một bước. Cái này một bước phía dưới, cổ phong trên thân sát khí, bỗng nhiên bộc phát ra. Sát khí này, cổ phong không che giấu chút nào. Đây là cổ phong, từ tuế nguyệt động thức tỉnh đến nay, hơn nghìn năm chinh chiến tứ phương, tích lũy toàn bộ sát khí sát khí này cũng đã thực chất hóa hóa thành dòng khí màu xám hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp khoách tán bành theo cổ phong cái này bước ra một bước chu vi hư không thuận theo chấn động toàn bộ sát lục khí tức đều như là muốn sôi trào lên đồng dạng tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kim đại kim nhị trịnh thiên hà tham du trường bọn họ trong mắt đều là mang theo vẻ kinh hãi kinh khủng như vậy sát lục khí tức người này đến cùng từng giết bao nhiêu người đến cùng trong lòng có cường đại cỡ nào sát ý mới có thể tích lũy như vậy cái này kim đao hành biến sắc chỉ cảm thấy vô biên sát ý lạnh như băng đem chính mình trong nháy mắt bao phủ giờ khắc này hắn cảm giác rất lạnh không chỉ có vẻn vẹn thân thể thậm chí linh hồn bành cổ phong bước thứ hai phóng ra hư không lần nữa rung động sát ý này nồng đậm hơn đây là kim đao hành sắc mặt tái đi sát ý này cường đại nhưng hắn có chút không thở nổi. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, làm cổ phong bước thứ sáu phóng ra thời điểm, hắn trên thân sát ý, đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao, tất cả mọi người cảm giác, người này, chính là một cái giết người ma vương. Phốc, kim đao hành ở đây sát ý mãnh liệt trùng kích phía dưới, hẳn là tâm thần thất thủ, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một thoáng, hắn căn bản bất lực khống chế chu vi tiên bảo. Bước thứ bảy, bành, cổ phong cái này một bước, đi vào kim đao hành trước mặt. Trên thân sát ý, đã tới trước đó chưa từng có độ cao, cái kia sát lục khí tức, đều là hướng thẳng đến bốn phương tám hướng sụp đổ ra đến. Phốc, kim đao hành trong miệng tiên huyết trực tiếp phun mạnh, cả người hắn cực nhanh lui ra phía sau, lại nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, không, không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giờ khắc này, hắn cũng đã quên suy nghĩ, tại người trước mắt như vậy nồng đậm sát lục khí tức bên dưới, hắn ý nghĩ duy nhất, chính là muốn còn sống, miễn là còn sống liền có thể. Kim Đại, Kim Nhị, trịnh trưởng lão tham du trường, đều là ánh mắt kịch biến. Bọn họ nhìn về phía cổ phong, đáy mắt mang theo kiên kỵ sâu đậm. Phế vật, cổ phong quát lạnh một tiếng, lời nói này ở giữa, toàn bộ sát lục khí tức, trong nháy mắt tiêu tán. Kim đao hành như cửu lôi oanh đỉnh, thân thể trong nháy mắt chấn động, giờ phút này sát ý tiêu tán phía dưới, một hồi lâu, hắn mới từ vừa rồi cái kia tử vong bao phủ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía cổ phong hắn trong mắt mang theo khó có thể che giấu kinh hãi con đường tu hành không phải trò chơi không phải có một cái cường đại bối cảnh liền có thể vô địch thiên hạ người có biết ta đi đến bây giờ trải qua cái gì ta đã cho người đánh một trận cơ hội nhưng hiện tại xem ra người không xứng làm ta đối thủ cổ phong tiếng như huyền lôi trực tiếp nổ vang tại kim đao hành bên tai kim đao hành tâm thần chấn động cùng thế hệ tu giả nhưng người trước mắt cường bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng Vẹn vẹn khí thế phát ra, liền đem chính mình đánh bại, mình tại hắn trước mặt, quả thật không đáng một đồng, trong nháy mắt hắn trong mắt sinh ra chán trường tâm ý. Cổ Phong gặp tình hình, bước ra một bước, đi thẳng tới kim đao hành trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thú cốt, hướng về hắn một chân, hung hăng một đập. A, à, kim đao hành trong miệng, truyền ra trước đó chưa từng có gào thét kêu thảm. Thiếu chủ, kim đại kim nhị mở miệng, nhưng trực tiếp bị Trịnh Thiên Hà cùng Tham Du Trường ngăn cản. Kịch liệt đau nhức nhưng kim đao hành theo chán trường bên trong thanh tỉnh, hắn nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Thanh toán xong, cổ phong nhạt nói, lập tức đi thẳng tới bên trên bầu trời kim đao hành, thất tinh chiến thuyền bên cạnh. Tiếp theo, thần niệm rơi vào bên trên hắn, hung hăng quét qua. Cái kia kim đao hành lưu tại bên trên hắn thần niệm, trực tiếp chính là bị thanh trừ. Kim đao hành sắc mặt, trở nên thảm bạch, cái này thất tinh chiến thuyền, là hắn tối cường bảo vật, là phụ thân hắn, lưu cho hắn lớn nhất bảo vật, là hắn hành tẩu tinh không vốn liếng, mà bây giờ, cứ như vậy bị người sinh sinh đoạt đi. Cái này chiến thuyền, người không xứng nắm giữ, cổ phong nhạt nói, đem thất tinh chiến thuyền, thu nhập trong túi càn khôn. Đại hồ tử, người tự tìm cái chết, người ngay cả thần đao tiên vương đại nhân đồ vật đều dám cầm. Thần đao tiên vương đại nhân lửa giận, người không cách nào tiếp nhận. Kim đại, kim nhị chứng kiến cái cảnh này, trong nháy mắt gầm thét, bọn họ hiểu rõ, cái này thất tinh chiến thuyền giá trị chương 1792, trở về, thần đao tiên vương, bên kia nhường hắn tự mình đến tìm ta đòi đi, cổ phong lời nói hạ xuống, bay vút lên trời, nhìn lấy cổ phong bóng lưng, kim đao hành trong mắt, tràn đầy hận ý, nhưng trong đó lại mang theo thật sâu bất lực. Tham du trường cùng trịnh thiên hà gặp cổ phong rời đi, cái này mới rốt cuộc thở phào, không ngăn cản nữa kim đại cùng kim nhị. Hai người cực nhanh đi vào kim đao hành trước mặt, thiếu chủ, người không sao chứ, thiếu chủ, chân ngươi, đáng chết, hai người trước sau mở miệng nhìn lấy thiếu chủ như vậy chán trường bộ dáng lại nhìn cái kia một đầu gãy chân trong lòng bọn họ hận ý đạt tới trước đó chưa từng có độ cao ta không có chuyện gì kim đao thanh âm bình thản trong đó mang theo thật sâu cô đơn ta đi giết hắn ta cũng đi kim đại cùng kim nhị biết được bây giờ đại hồ tử tất nhiên vẫn chưa đi xa liền muốn truy kích lão phu khuyên hai vị hay vẫn là bỏ ý niệm này đi chứ có rước hỏa vào thân trịnh trường lão mở miệng Kim Đại cùng Kim Nhị mãnh liệt xoay người, Kim Đại lạnh lùng mở miệng, tham du trường, trịnh thiên hà, các người vậy mà cùng thiếu chủ đối đầu, đi chợ giúp một ngoại nhân, việc này linh tham tinh khu, nhất định phải cho ta cuồng đao tinh khu một cái thuyết pháp. Ngu xuẩn, lão phu là đang giúp các ngươi nếu không có hai chúng ta, các người hiện tại chỉ sợ chết đều không biết chết như thế nào. Tham du trường mở miệng, Kim Đại nghe xong, nộ khí trùng thiên, giúp chúng ta. Các ngươi giúp cái này đại hồ tử, thế cho nên thiếu chủ bị đoạt bảo vật, bị đánh gãy một chân bị trọng thương đến tình trạng như thế người còn nói đang giúp chúng ta hôm nay nếu không có thuyết pháp linh tham tinh khu liền đợi đến cùng ta cuồng đao tinh khu khai chiến đi kim đại cũng là tức giận một câu cuồng đao tinh khu thực lực chính là không yếu loại này nhục nhã bọn họ có thể nào tiếp nhận tham du trường cùng trịnh trưởng lão đối mặt một thoáng bọn họ cũng là hiểu rõ chuyện hôm nay không cho cái thuyết pháp thần đao tiên vương nơi đó xác thực không tiện bàn giao trịnh trưởng lão người nói đi, tham du trường mở miệng, trịnh trưởng lão gật gật đầu, mở miệng, các ngươi có biết cái này đại hồ tử, thân phận chân chính. Giờ phút này, kim đao hành cũng là nhìn về phía trịnh trưởng lão, hắn muốn hiểu rõ, cái này đại hồ tử thân phận chân chính. Hừ, định có rất nhiều cái nào tinh khu thiên kiêu, ta cuồng đao tinh khu, tại kim bằng tiên vực, mặc dù không phải hàng ngũ mạnh nhất, nhưng là chưa e ngại qua cái nào tinh khu. Kim đại mở miệng, tinh khu, ha ha, người này thế lực sau lưng, trong nháy mắt, một cái tinh khu liền có thể hôi phi yên diệt trịnh trường lão mở miệng cái gì kim đại cùng kim nhị cùng kim đao hành ánh mắt đều là bỗng nhiên biến hóa trong nháy mắt một cái tinh khu hôi phi yên diệt cái này là bực nào thế lực kim đại ánh mắt bỗng nhiên biến đổi cái này sao có thể nếu không có những cái kia cổ lão gia tộc và viễn cổ tông môn cái này chẳng lẽ thiên mộc tinh diệp ra trịnh trường lão nhạt nói nghe đến lời này kim đại kim nhị kim đao hành trong nháy mắt chừng to mắt trong đầu oanh minh bọn họ hiểu rõ cái này diệp ra rốt cuộc là như thế nào kinh khủng tồn tại hắn hắn lại có như vậy thân phận kim đao hành ánh mắt biến hóa lúc trước bị cổ phong đánh cướp hắn còn có loại bị vô danh tiểu tu đánh cướp cảm giác nhục nhã mà bây giờ tưởng tượng thân phận của mình ở đối phương trước mặt quả thực không chỉ có vẻn vẹn như vậy người này hay vẫn là tử hồn tông tử y đệ tử trịnh trưởng lão mở miệng lần nữa vù kim đao hành mấy người trong mắt lần nữa mãnh liệt oanh minh. Trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn, kim đao hành tức khắc mở miệng, không thể, hắn nếu như là có như vậy thân phận bối cảnh, lúc trước vì sao không nói thẳng ra, vì sao muốn bị ta đuổi bắt 5 năm, năm, vì sao bị nửa cái linh tham tinh khu vây bắt, đều không nói ra thân phận, nhường chính mình lâm vào như vậy hiểm cảnh. Ngươi cho rằng những cái này cổ lão thế lực đi ra yêu nghiệt, đều sẽ giống như ngươi, tùy tiện chuyển hậu trường, sách bối cảnh sao. Quả thật cho cười, trịnh trưởng lão mở miệng, Kim Đao Hành trong nháy mắt cảm giác chính mình xấu hổ cực kỳ. Những cái này cổ lão thế lực, sở dĩ cường cũng là bởi vì bọn họ môn hạ mỗi người đệ tử đều là trải qua giữa sinh tử lịch luyện, nếu không có chân chính sống chết trước mắt, những cái này cổ lão thế lực căn bản sẽ không xuất thủ cứu giúp. Người này một cá nhân theo Bích Cơ Tiên vực mà đến, sông sáu tinh không, nếu không có ta hai người nhận ra thủ đoạn hắn cùng bảo vật, hắn như cũ sẽ không nói ra thân phận của mình. Trịnh trưởng lão mở miệng lần nữa, Kim Đao Hành trầm mặc đối phương bối cảnh to lớn như thế đối với chính mình nhưng lại như vậy mối hận không phải vạn bất đắc dĩ đều không mượn dùng sau lưng thế lực điểm này hắn thật sâu không bằng trịnh trưởng lão cuối cùng mở miệng người này nếu như là thật ra sự tình đừng nói các ngươi cuồng đao tinh khu thậm chí kim bằng tinh vực đều muốn xong đời hiện tại lão phu nói mới vừa rồi là cứu các ngươi các ngươi có thể hiểu mấy người trầm mặc bọn họ hiểu rõ trịnh trưởng lão cùng tham du trường không cần thiết cũng không có lý do lập cái này một cái hình dáng cố sự đến lừa bọn họ, cái này toàn bộ tuyệt đối đều là thật. Như vậy, vừa rồi bọn họ không có đối với cái này đại hồ tử xuất thủ, xác thực là may mắn. Đa Tạ Tham huynh, Trịnh huynh, Kim đại đối với Trịnh trưởng lão hai người ôm quyền, Kim đao hành nơi này, lại là càng thêm bất lực. Cái này Diệp công tử phẩm tính không ác, hắn như muốn giết các người cái này thiếu chủ, không cần tốn nhiều sức, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức tham du trường cùng trịnh trưởng lão bay lên trời việc này quá lớn bọn họ nhất định phải cáo tri bạch tham tiên vương thiếu chủ thù này chỉ sợ báo không được kim đại nhìn về phía kim đao hành mở miệng luôn có một ngày ta sẽ dùng năng lực chính mình lần nữa đánh với hắn một trận tin tức truyền bá rất nhanh đại hồ tử rời đi cách đi phía trước hắn cắt ngang kim đao hành một chân việc này tự nhiên lần nữa oanh động linh tham tinh khu chúng người không cách nào tưởng tượng cái này đại hồ tử sao có thể làm được cái này toàn bộ có ít người bắt đầu phỏng đoán cái này đại hồ tử sau lưng thế lực đại hồ tử sự kiện kết thúc chẳng qua đại hồ tử tại linh tham tinh khu về sau đã lâu trong năm tháng đều là một cái truyền kỳ định hồn hương thời gian sớm đã qua cổ phong cũng không còn e ngại bị người phát hiện thân phận hắn khôi phục ban đầu dung mạo dưới đường đi rốt cục trở lại âm nữ tinh phía trước hô rốt cục trở về cổ phong thở sâu một tháng qua không nói trải qua sinh tử cũng là không sai biệt lắm. Cũng chính tại cổ phong muốn đi vào âm nữ tinh thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cổ phong trước mặt. Cổ phong, Kiếm Vô Tình nhìn về phía cổ phong, đáy mắt mang theo phức tạp tâm ý, vừa hận cũng có cảm kích. Đã lâu không gặp, nghe nói người gần nhất sống đến mức không sai, cũng đã thành Trường Thọ Tinh thiếu chủ. Cổ phong cười nhạt một câu, đối với Kiếm Vô Tình, cổ phong trong lòng không có hận, bởi vì theo phương diện nào đó tới nói, cổ phong cảm giác Kiếm Vô Tình cùng mình là cùng một loại người như vậy năm đó cổ phong không có giết hắn. Đi vào tinh không, toàn bộ đều là lạ lắm, cổ phong là kiếm vô tình duy nhất gặp được một cái cố nhân. Dạng này người quen biết cũng chào hỏi phương thức, nhưng kiếm vô tình cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng lại không tự chủ được sinh ra mấy phần ấm áp. Kiếm vô tình nhìn về phía cổ phong, trịnh trọng mở miệng, ngươi, có phải hay không là đại hồ tử? chương 1793, cổ vô tình. Kiếm vô tình tin tưởng chính mình trực giác, hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhận lầm, phía trước hắn và sư tôn tiến đến đuổi bắt đại hồ tử làm hắn chứng kiến hắn trong nháy mắt liền có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác đối với kiếm vô tình cổ phong là duy nhất một cái cực kỳ yên tâm người bởi vì kiếm vô tình một chút cá tính cùng cổ phong rất giống cổ phong thân phận chân chính nếu như kiếm vô tình sớm nói ra cản thi phái cùng thiên ưng vệ nơi đó đã sớm giết tới hiển nhiên kiếm vô tình không phải loại người như vậy ha ha người nghĩ như thế nào đều tốt cổ phong mỉm cười lập tức nói ra ta âm nữ tinh bên trên, cái khác không nhiều lắm, nhưng mỹ mạo nữ tử nhiều vô số kể, người cái tên này, một mực dạng này băng lãnh vô tình bộ dáng, có lẽ nên tìm nữ nhân ủ ấm, hoan nghênh thường đến ta âm nữ tinh, ta giới thiệu cùng ngươi mấy cái. Lời nói hạ xuống, cổ phong không cần phải nhiều lời nữa, hướng về âm nữ tinh bay đi. Nghe cổ phong lời nói, kiếm vô tình trong lòng phức tạp hơn, hắn hiểu rõ, cổ phong từ đầu đến cuối, đối với chính mình, đều không có nửa phần hận ý. Lập tức, kiếm vô tình hướng về phía cổ phong bóng lưng truyền âm cổ phong ta một mực tại âm thầm theo dõi đáng tiếc thực lực của ta không đủ không có đến giúp cũng tại lúc này hắn bên tai một thanh âm truyền đến nợ nhân tình không cần trả vội kiếm vô tình nghe nói ánh mắt phức tạp hơn cuối cùng rời đi giờ phút này đã là đêm khuya cổ phong khí thức thu liếm cực hạn đi vào linh chủ phong trung bộ chỉ thấy một tên mặc áo đỏ nữ tử ngồi tại động phủ mình phía trước không là ai khác chính là Hồng Diệp. Hiển nhiên, Hồng Diệp đã tại nơi này thủ thật lâu. Cổ phong khí thức không có hiển lộ, Hồng Diệp cũng không có phát giác được, hắn chính đôi mắt khép lại ngồi xuống tu hành. Hồng Diệp trưởng lão, cổ phong mở miệng, khí tức hiển lộ, cổ trưởng lão, Hồng Diệp vừa mở mắt, tức khắc chính là cổ phong, lập tức kinh ngạc mở miệng, cổ trưởng lão, người chừng nào thì đi ra. Người ngồi xuống quá nhập thần, ta vừa mới bế quan kết thúc, liền đi ra, người tại sao lại ở chỗ này? Cổ phong hỏi ta đến đây tìm ngươi, yểu điệu ở đây thủ hộ, nói ngươi đang bế quan, ta dứt khoát liền tiếp nhận nàng ở đây, không nghĩ tới ngươi nói bế quan mấy ngày, liền trực tiếp bế quan một tháng. Hồng Diệp mỉm cười, nói ra, cổ phong mở miệng, Hồng Diệp trưởng lão, tìm ta có chuyện gì? Không có cái gì sự tình khác, nhàn vô sự, cảm kích mấy lần trước cổ trưởng lão vì ta giải vây, lại cho cổ trưởng lão may mấy món áo bào, chính là đưa tới. Hồng Diệp nói ra, xuất ra mấy bộ cầm bào. Cổ phong nhìn lấy Hồng Diệp, thật lâu không có tiếp cổ trưởng lão làm sao lần này kiểu dáng không thích sao không diệp mở miệng nhìn lấy cổ phong như cũ không nói lời nào nàng đột nhiên hơi khẩn trương lên cổ trưởng lão khả năng ngươi đối với ta nghe đồn có chút hiểu lầm ta chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử ta không diệp trưởng lão kỳ thực trong nội tâm của ta đã có người lại đời này sẽ không có thêm người thứ hai cổ phong nói ra hắn hiểu rõ có một số việc cũng nên nói rõ ràng trốn tránh không phải vấn đề giờ khắc này hồng diệp đột nhiên cảm giác chính mình tâm rất đau rất đau rất đau lần đầu gặp mặt là nàng tiếp cổ phong trở về trong lúc bất chi bất giác cũng không biết làm sao có lẽ là dương diễm tinh người đến đây cổ phong vì nàng giải vây thời điểm có lẽ là chi nghiễm hàn biểu đạt cổ phong lực áp kỳ phong thời điểm lại có lẽ là chẳng biết lúc nào cổ phong trong lòng nàng cũng đã lưu lại thật sâu hình bóng nàng xem rõ ràng chính mình lại xem không rõ người nam nhân trước mắt này. Nam nhân này, mặc dù tuổi trẻ, nhưng cả người lại giống như một đoàn mê vụ, nàng muốn nhìn rõ, muốn hiểu rõ toàn bộ. Nàng lấy dũng khí đến đây, nhưng không nghĩ đến, đổi lấy là, là như vậy kết quả. Mặc dù, kết quả này, nàng từng có đoán trước. Không diệp hàm chứa đáy mắt nước mắt, nhịn xuống không cho nước mắt đến rơi xuống, mở miệng, nàng, là ai? Người nói cho ta biết, ta đi giúp người tác hợp. Cũng tại lúc này, cái khác từng cái động phủ bên trong, rất nhiều trưởng lão, đều là cẩn thận lắng nghe, các nàng cũng đang đợi đáp án. Việc này quấy nhiễu không chỉ là Hồng Diệp, nhưng nam nhân này, đi vào âm nữ tinh về sau, việc này liền khốn nhiễu quá nhiều nữ nhân. Các nàng muốn hiểu rõ, là ai như vậy may mắn. Cổ phong không có giải thích, hắn không nghĩ đề cập mình và Nhu Nhi trôi qua, chính mình thiếu Nhu Nhi quá nhiều, quá nhiều quá nhiều. Lại hiểu điệu sao, nàng gần nhất gầy rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp, hay vẫn là chu vận, nàng là một cái điểm tính tốt cô nương. Hay vẫn là thu thủy, nàng nhận qua tổn thương, nhưng đối với tình cực kỳ trung trinh. Hay hoặc là, không diệp vừa nói, trong mắt nước mắt, không tự chủ rơi xuống trên mặt đất. Chứng kiến cái cảnh này, cổ phong thở dài, mở miệng, đều không phải là, đi theo ta đi. Cổ phong mở miệng, mở ra động phủ, không diệp trong mắt nước mắt chảy trôi, theo ở phía sau. Tiến vào động phủ, cổ phong xuất ra quan tài thủy tinh, quan tài thủy tinh trong suốt, cổ nhu nhi nằm ở trong đó, ngủ được cực kỳ an tường. Vô tình cô nương, nàng tại sao lại ở đây trong quan tài, không đúng, khí chất này như có khác biệt. Hồng Diệp chứng kiến, kinh ngạc mở miệng, cái gì, người gặp qua giống nhau dung mạo người, ở nơi nào. Cổ phong con mắt, bỗng nhiên sáng lên, Hồng Diệp không kịp hỏi thăm quá nhiều, trả lời trước cổ phong, ta đã từng thấy qua một cái giống nhau dung mạo nữ tử, kỳ danh cổ vô tình, mấy trăm năm phía trước, nàng lấy một cái tán tu thân phận tại linh tham tinh khu đột nhiên quật khởi chấn động toàn bộ tinh khu về sau càng là tiến vào tiên đạo tam giai đỉnh phong tại về sau đan võ đại hội bên trong càng là nhất minh kinh nhân nghe đồn sau đó lưu tại kim bằng tinh bên trên kim bằng tinh cổ phong ánh mắt biến hóa kim bằng tinh là kim bằng tinh vực duy nhất một khỏa hoàng cấp tinh thần linh tham tinh khu chính là tại kim bằng tinh vực bên trong lúc trước chính mình giết vào thảo mộc bảng tham du trường phía trước tới bái phỏng liền đề cập qua đan võ đại hội sử tình, chỉ cần tại đan võ đại hội bên trên bài danh đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể tiến vào hoàng cấp tinh thần, kim bằng tinh. Ban đầu, Cổ Phong liền định đuổi sắp tu luyện đến tiên đạo nhị giai, đi kim bằng tinh, bây giờ biết được vô tình phân thân tại nơi đó, càng là nhất định phải tiến vào kim bằng tinh. Mà căn cứ Cổ Phong biết, đan võ đại hội 500 năm cử hành một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tiến vào kim bằng tinh, liền cực kỳ khó khăn. Cuối cùng Cổ phong bình phục một thoáng trong lòng cảm xúc, nhìn về phía Hồng Diệp, người nghĩ cái gì, hỏi đi. Nàng là, thê tử của ta, ta hiểu rõ, Hồng Diệp mở miệng, thần sắc bên trong mang theo vài phần hạ màn, mà đối với cổ phong chẳng những không có phản cảm, ngược lại càng thêm kính nể, như vậy si tình nam tử, quả thật thế gian ít có. Cổ phong mở miệng, Hồng Diệp trưởng lão, nàng rất may mắn, Hồng Diệp nói ra, lập tức nói, cổ trưởng lão, ta cáo từ trước. Hồng Diệp rời đi đi ra cổ phong động phủ, yểu điệu, chu vận, thu thủy loại nữ tử, đều xuất hiện ở Hồng Diệp trước mắt. Nhìn lấy chúng nữ trong mắt vẻ trông đợi, Hồng Diệp chậm rãi mở miệng, hắn, đã có thê tử. chương 1794, Vương cấp tiên bảo. Hồng Diệp rời đi, cổ phong cũng lại một góc tâm sự, có một số việc, dù sao vẫn cần đối mặt. Trở lại động phủ bên trong, cổ phong bình phục một thoáng tâm tình, lập tức vung tay lên. Lập tức, trên trăm cái túi càn khôn, xuất hiện ở cổ phong trước mặt tiểu tử, lần này ngươi là thật phát, những tư nguyên này, trừ phi chân chính đại thế lực hạch tâm đệ tử, bằng không bình thường người, căn bản không thể nắm giữ. Lão ngư giờ khắc này, vô cùng hưng phấn mở miệng. Cổ phong tiến vào tinh không đến nay, liền một mực vì tài nguyên lo lắng, mà bây giờ, cổ phong cái này tài vật, quả thật cực kỳ khủng bố. Trước tiên điểm nhẹ một phen, cổ phong lập tức, đem cái này 103 cái túi càn khôn, toàn bộ mở ra. Dùng suốt cả đêm thời gian, thẳng đến hừng đông, cổ phong mới đưa tất cả vật phẩm, toàn bộ kiểm kê hoàn tất, trong mắt càng là tinh mang lấp lánh. Tiên thạch, một ước 1.500 vạn, ở trong đó, còn lại chủ yếu là tham du trường cùng trịnh trưởng lão, hai người này quyền cao chức trọng, trên thân tiên thạch mấy ngàn vạn, còn có ngao nghiễm thiên, hắc huyền đạo nhân, thân là tinh chủ, tài vật cũng là không tệ, cuối cùng tất cả đều tiện nghi cổ phong. Tiên phù, nhất giai tiên phù, hơn 500 tấm, nhị giai tiên phù, hơn 100 tấm, tam giai tiên phù, 27 tấm, Tứ giai tiên phù, hai tấm. Chưa tứ giai tiên phù bát tương huyền thuẫn phù bên ngoài, cổ phong còn theo tham du trường trong túi cản khôn, tìm được một chương tứ giai tiên phù, thanh đỉnh trấn thiên phù. Cái này, thanh đỉnh trấn thiên phù, có thể phòng ngự, có thể công kích, cực kỳ tốt dùng. Tiên đan, nhất giai tiên đan, hơn ngàn mai, nhị giai tiên đan, 131 mai, tam giai tiên đan, 12 mai, tứ giai tiên đan, một mai. Là theo tham du trường cái kia đạt được đến thọ tiên đan. Tiên thảo, nhất giai tiên thảo, hơn 10 vạn gốc, nhị giai tiên thảo, 2 vạn gốc, tam giai tiên thảo, 300 gốc, tứ giai tiên bảo, 67 gốc, ngũ giai tiên thảo, 8 gốc, lục giai tiên thảo, 1 gốc. Những cái này tiên thảo, đại bộ phận đều là theo tham du trường trong túi càn khôn đoạt được, thân là linh tham tinh khu đệ nhất luyện đan sư, hắn trên thân thảo dược tự nhiên rất nhiều, cái này trên căn bản là tham du trường hầu như tám thành tài vật, bây giờ đều về cổ phong nói tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, cổ phong là không cần vì thảo dược phát sầu. Về phần lục giai tiên thảo, là theo vưu hiểu y cái kia đạt được đến, âm linh thảo. Trừ cái đó ra, đan lô còn có 10 cái. Chẳng qua cổ phong có luyện yêu lô, những lò luyện đan này đối với cổ phong tác dụng không lớn. Tiên bảo, nhất giai tiên bảo, 321 kiện, nhị giai tiên bảo, 16 kiện, tam giai tiên bảo, 2 kiện. Tam giai tiên bảo, cổ phong đạt được cực ít, hiển nhiên trịnh trưởng lão cùng tham du trường tại đem túi càn khôn giao cho chính mình thời điểm, lưu tâm tư, đem chính mình bản mệnh tiên bảo, vụng trộm lưu lại. Việc này lúc ấy cổ phong cũng là nhìn ra, chẳng qua lại cũng không nói đến, dù sao làm người muốn lưu lại một đường, bản mệnh tiên bảo, đối với mỗi người tới nói cực kỳ trọng yếu. Hai kiện tam giai tiên bảo, một cái là cổ phong cũng đã thường xuyên dùng ám ma chảo, một kiện khác chính là thất tinh chiến thuyền. Nói đúng ra, cái này thất tinh chiến thuyền, là bán tam gia chuẩn tứ giai tiên bảo, cực kỳ bất phàm. Ta còn kém một kiện phi hành loại tiên bảo, không nghĩ tới cái này kim đao hành liền đưa tới cửa, cái này tiên bảo không sai. Cổ phong trong mắt quang mang chấp nhấp nháy, còn chưa đủ, cái này chiến thuyền luyện chế có chút vấn đề, người chiếu theo lão phu phương pháp, đem mấy cái tụ lôi trận cô động đến trong đó, đến lúc đó ngươi thôi động thời điểm, tăng thêm bản thân lôi điện, cái này chiến thuyền phẩm dai, sợ rằng sẽ đạt tới chân chính tứ dai. Lão ngư hưng phấn mở miệng, tứ giai cổ phong trong mắt sáng lên không sai bình thường tới nói tứ giai chiến thuyền chỉ có tiên vương mới có thể thôi động chẳng qua lão phu nói cho người biện pháp là lấy lôi điện làm chủ thôi động chiến thuyền mà trên người ngươi lôi điện không thiếu cái này chiến thuyền một khi thôi động tốc độ có thể so với tứ giai tiên vương tốc độ về sau đối mặt tiên vương mặc dù đánh không lại nhưng chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề lão ngư nói ra tốt cổ phong trong mắt sáng lên tiếp xuống trong ba ngày chiếu theo lão ngư nói Cổ phong tại thất tinh chiến thuyền bản thân 7 cái trận pháp bên trên, lại tăng thêm trận văn, dùng cái này 7 cái trận pháp, có thể lôi điện thôi động. Cuối cùng, cổ phong lại lấy ma khí nhuộm dần chiến thuyền, chiến thuyền trở nên đen như mực, triệt để biến dạng người, chỉ sợ kim đao hành bây giờ tại chính mình trước mặt, cũng là không nhận ra cái này chiến thuyền là chính mình. Còn kém một chút, bây giờ khí tức cũng đã vô hạn tiếp cận tứ dai. Lão ngư giờ phút này mở miệng, còn kém một chút, cổ phong thầm nghĩ lấy, lập tức trong mắt sáng lên, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại cái này thất tinh chiến thuyền bên trên. Cái này tiên huyết bên trong dung nhập nghịch chi lực. Vù, trong nháy mắt, cái này tiên bảo bên trên truyền ra cực kỳ khủng bố khí tức. Muốn bảo kiếp đến, lão ngư mở miệng, cổ phong không khỏi đạo, bảo vật này sẽ còn dẫn tới thiên kiếp. Đây là tự nhiên, sinh linh tu hành, nhất giai một tiểu kiếp, tam giai một đại kiếp, vô luận là nhân tộc hay vẫn là yêu thú đều là như vậy. Mà rất nhiều bảo vật tiên phù, đan dược những vật này, chỉ có đại kiếp, làm phẩm giai phân biệt đạt tới vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp, thời điểm, sẽ dẫn động bảo kiếp, tiên bảo đạt tới tứ giai, chính là bước vào vương cấp hàng ngũ. Lão ngư mở miệng, cũng tại lúc này, cổ phong động phủ bên ngoài, bên trên bầu trời, mây đen kéo tới dày đặc. Không diệp một đêm không ngủ, nghe phía bên ngoài có âm thanh, trực tiếp đi ra. Chứng kiến bên trên bầu trời cảnh tượng, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, bảo kiếp. Giờ khắc này, yểu điệu chờ hắn hắn trưởng lão cũng là nhanh đi ra, chứng kiến bên trên bầu trời mây đen thời điểm, đều là trong nháy mắt tâm thần chấn động. Bảo kiếp, tại bên trong tinh không, tất cả mọi người hiểu rõ, tiên bảo phẩm giai chỉ ít đạt tới tứ giai mới có thể dẫn tới bảo kiếp. Tứ giai tiên bảo, là vương cấp hạ phẩm tiên bảo. Loại bảo vật này, bình thường người sao sẽ có được, đây là chỉ có tiên vương cấp nhân vật, mới có thể nắm giữ A. Toàn bộ linh tham tinh khu, cũng chỉ có bạch tham tiên vương, có một cái tứ giai tiên bảo, tiên sâm tử mấu kiếm, những người khác là căn bản không có. Cũng tại lúc này, linh chủ phong thượng bộ, Âu Dương Tuyết, mộ dung cơ, tư mã như tam đại khách khanh trưởng lão, toàn bộ bay ra. Cái này, vương cấp tiên bảo, là ai, là ai luyện chế ra vương cấp tiên bảo. Âu Dương Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, lại là gia hỏa này, tư mã như nhìn về phía cổ phong động phủ, trong mắt quang mang chấp nhấp nháy. Tư mã như nhất sinh si mê tiên thuật, đối với tiên thuật nghiên cứu rất nhiều, phía trước cổ phong cô động tinh thần bí thuật, liền để trong nội tâm chấn kinh, chẳng qua mỗi người đều có bí mật, nàng không có tới hỏi. Không nghĩ tới, lần này cổ phong lại luyện chế ra gia tứ giai tiên bảo. Một cái chấp sự trưởng lão đều như vậy, chúng ta còn làm sao sống. Mộ dung cơ không khỏi cười khổ, từ khi một lần kia nhục thân lực lượng bại cho cổ phong về sau, nàng liền một mực khổ tu nhục thân, nhưng Thủy chung không có quá lớn tiến triển. Cũng tại lúc này, linh chủ phong đỉnh núi bộ phận, hai bóng người phi thiên mà đến. Người đến, chính là tông chủ Tô Mỹ Ly cùng thánh nữ Triệu Đồng Nhi. Sư tôn, gia hỏa này, là luyện chế gia vương cấp tiên bảo sao. Triệu Đồng Nhi trong mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, chương 1795, quần hùng tề tụ. Tô Mỹ Ly trong mắt mang theo chấn động không gì sánh nổi. Từ khi cái này cổ phong đi vào âm nữ tinh về sau, mang đến biến hóa, quả thật quá nhiều. Thần hồn lực lượng bao trùm tinh thần, còn có phía trước cái kia tinh thần dị tượng, cùng đan đạo bị người tôn xưng đại sư, Càng không để cho Tô Mỹ Ly nghĩ đến, hiện tại, hắn vậy mà liền vương cấp tiên bảo cũng có thể luyện chế, tựa như cái này cổ phong, thật là không gì không làm được. Chẳng qua lập tức, Tô Mỹ Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ, phong tỏa âm nữ tinh, không thể nhường bất luận cái gì một ngoại nhân tiến vào. Tô Mỹ Ly mở miệng, đi thẳng tới linh chủ phong trung bộ, cổ phong động phủ phía trước, trong nháy mắt bên trong tay xuất ra một cái trận bàn, bỗng nhiên vỗ một cái. Cái này một thoáng, toàn bộ âm nữ tinh trên không, trực tiếp vô biên trận văn bao trùm, trong nháy mắt đem âm nữ tinh bao trùm. Chính là âm nữ tinh hộ tinh đại trận, Âu Dương Tuyết, Mộ Dung Cơ, Tư Mã Như ba người, tức khắc xuất ra trận bàn. Không diệp đám người, cũng là không chút do dự, mọi người điên cuồng thôi động trận bàn, bên trên bầu trời, cái kia trận văn càng ngày càng dày đặc. Rất nhanh, đem âm nữ tinh bao trùm đến cực kỳ nghiêm mật, như vậy ngoại nhân căn bản nhìn không thấy âm nữ tinh bên trong cảnh tượng. Oanh Giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen càng thêm dày đặc. Trong đó, ẩn ẩn có lôi điện lấp lánh. Trận pháp, mặc dù có thể che lấp cảnh tượng, nhưng lại không cách nào che lấp tản mát ra khí tức. Trong nháy mắt, cái này bảo kiếp mang đến khí tức, từ âm nữ tinh khuếch tán ra. Đây là cái gì khí tức, bảo kiếp, ta thiên, là ai luyện chế ra vương cấp tiên bảo. Chẳng lẽ là bạch tham tiên vương sao? Không đúng, này khí tức đến từ âm nữ tinh, là âm nữ tinh. Lại là âm nữ tinh, giờ khắc này, âm nữ tinh phụ cận tinh thần trước tiên cảm ứng được lập tức tất cả mọi người là phóng lên tận trời toàn bộ hướng về âm nữ tinh bay tới cũng ở đây đồng thời âm nữ tinh luyện chế ra vương cấp tiên bảo tin tức trong nháy mắt truyền bá ra toàn bộ linh tham tinh khu trong nháy mắt vì thế mà chấn động bốn phương tám hướng vô số tu giả hướng về âm nữ tinh bay tới nhưng mà đại gia lại phát hiện âm nữ tinh bên trên bị trận pháp bao trùm chúng người vô pháp bước vào mảy may trong đám người, có một tên mặt trắng không dâu, bộ dáng bất nam bất nữ người. Người này, chính là yêm nhân tinh tinh chủ, cũng là linh tham tinh khu bài danh thứ ba luyện đan sư, Hà Công Công. Hắn lập tức mở miệng một câu, chư vị, vương cấp tiên bảo, người có tài mới chiếm được, cái này âm nữ tinh có tài đức gì, cũng xứng nắm giữ tứ giai tiên bảo, chúng ta đem trận pháp này phá vỡ, bức hắn giao ra tiên bảo. Nói đúng, một bầy nữ nhân, làm sao xứng nắm giữ vương cấp tiên bảo. Trực tiếp phá vỡ chính là, các nàng không thể làm gì được chúng ta. Động thủ, chu vi mọi người vừa nghe, lập tức nhao nhao mở miệng. Mỗi cái tinh khu bên trong, từng cái tinh thần ở giữa, là không cấm tranh đấu, những cái này tinh chủ sẽ không nhúng tay. Nghe Hà Công công lời nói, một chút tu giả bắt đầu xuất thủ, tiên thuật bảo vật, không ngừng đánh vào đại trận bên trên. Hà Công công lại không có động thủ, mà ngay tại lúc đó, Dương Khải Thiên, Bạch Thường Tiếu, Thọ Vân, Vưu Hiểu Y đám người cũng là trước sau đến. Chứng kiến đại gia đang vây công âm nữ tinh, bọn họ không có xuất thủ, nhưng là không có mở miệng. Vương cấp tiên bảo, đối với đại gia tới nói, dụ hoặc xác thực là quá to lớn. Âm nữ tinh bên trong, rất nhiều trưởng lão, đều khoanh chân ngồi tại cổ phong động phủ phía trước đạo tràng bên trên, toàn lực thôi động trận bàn. Âm ầm bên trên bầu trời đại trận, tại mọi người không ngừng oanh kích phía dưới, phát ra cự đại tiếng oanh minh, không ngừng có trận văn tan vỡ. Đồng thời, ngoại giới từng đợt thanh âm truyền đến. Âm nữ tinh, giao ra vương cấp tiên bảo, tha bọn ngươi bất tử. Vương cấp tiên bảo, không phải ngươi âm nữ tinh có thể nắm giữ. Mau mau giao ra, như vậy điên cuồng thanh âm, nhưng chúng nữ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phốc, thực lực yếu nhất hiểu điệu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đại trận, không cách nào ngăn cản những người này thêm nữa. Khách khanh trưởng lão Tư Mã như giờ phút này mở miệng. Đáng chết, khinh người quá đáng lão nương cùng bọn hắn liều. Mộ dung cơ nổi giận, liền muốn đứng dậy, ngồi xuống, tô mị ly quát lạnh một tiếng, lập tức mở miệng, vương cấp tiên bảo, ta linh tham tinh khu, vạn năm không ra một kiệt, đây đối với ta âm nữ tinh tới nói, là cự đại cơ duyên, bảo vật này tuyệt đối không thể giao ra, chúng ta cố thủ, một khi tiên bảo thành, lấy tứ giai tiên bảo oai, tới gần người, đều có thể chu sát. Chúng nữ nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Âm nữ tinh toàn bộ đạt tới lôi kiếp tu giả, đem linh khí đưa vào không trung trận pháp cùng chung tay bảo hộ ta âm nữ tinh lập tức tô mỹ ly thanh âm truyền khắp âm nữ tinh lập tức toàn bộ tu vi đạt tới lôi kiếp đệ tử đồng loạt ra tay cùng một chỗ duy trì đại trận tô mỹ ly nhìn về phía cổ phong động phủ mở miệng cổ phong toàn lực luyện chế chúng ta vì ngươi bảo vệ tốt động phủ bên trong cổ phong bay ra bên cạnh hắn còn có một chiếc đen như mực chiến thuyền cái này chiến thuyền bên trên tản ra tam giai đỉnh phong khí tức nhưng còn kém một chút xíu chỉ có trải qua bảo kiếp rèn luyện liền có thể thực sự trở thành tứ giai bước vào vương cấp hàng ngũ cổ phong mình cũng không nghĩ tới tự mình luyện chế bảo vật sẽ dẫn suốt như vậy chuyện lớn bây giờ bốn phương tám hướng cũng đã có tới mấy trăm tu giả đem âm nữ tinh vây quanh cái này toàn bộ đều là bởi vì chính mình cổ phong hiểu rõ mặc dù mình là cử chỉ vô tâm nhưng hôm nay rất có thể nhường âm nữ tinh tại những cái này tham lam tu giả trong tay diệt phong nhìn lấy tô mị ly đám người trong mắt vẻ kiên quyết cổ phong hiểu rõ chính mình bây giờ duy nhất có thể làm liền là nhanh đem bảo vật luyện chế hoàn tất tứ giai tiên bảo một khi luyện thành nguy cơ liền có thể giải trừ bảo kiếp đến cổ phong bấm tay một điểm thất tinh chiến thuyền bay đến bên trên bầu trời lập tức bên trên bầu trời mây đen kia bên trong một đạo thiên lôi trực tiếp hung hăng đánh xuống trong nháy mắt thất tinh chiến thuyền bên trên lôi quang lấp lánh hắn khí thức tăng lên một chút nhưng cự ly tứ giai còn cách một đoạn. Vương cấp bảo kiếp thiên lôi là 16 đạo, còn có 15 đạo. Lão ngư mở miệng, lập tức nói, tiên lực gia trì, bảo trụ bảo vật độ kiếp. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý, tiên lực trực tiếp cháy lên, bấm tay một điểm, trực tiếp rót vào thất tinh chiến thuyền bên trong. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Cũng vào lúc này, âm nữ tinh bên ngoài, chư vị, bây giờ cái này vương cấp tiên bảo còn chưa triệt để luyện chế thành chúng ta bây giờ cướp đoạt lại, chỉ cần tiên lực gia trì, chờ hắn vượt qua toàn bộ lôi kiếp, liền có thể nắm giữ tứ giai tiên bảo. Mà bây giờ không xuất thủ, cái này tiên bảo một khi chân chính đạt tới vương cấp, bị âm nữ tinh triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay, chúng ta muốn đoạt, chính là khó khăn so với lên trời. Hà Công Công mở miệng lần nữa, xuất thủ, đồng loạt ra tay, phá trận pháp này, Hà Công Công cái này mở miệng ở giữa, tất cả mọi người nếu như là điên cuồng, bắt đầu không ngừng oanh kích trận pháp. Mấy vị, còn tiếp tục xem tiếp sau, đừng nói cho tạp ra, các người đối với cái này vương cấp tiên bảo không có hứng thú. Hà Công Công nhìn về phía vưu hiểu y đám người, mở miệng. chương 1796, thần thông lại hiện ra. Hà Đại Sư còn chưa động thủ, chúng ta cũng là không vội. Thọ Vân cười nhạt một tiếng, đại gia già mà thành tinh, hiểu rõ cho dù phá vỡ trận pháp, những cái này tu giả cũng đều là pháo hôi, chân chính có năng lực cướp đoạt vương cấp tiên bảo, chỉ có bọn họ cái này mấy cái linh tham tiên nhân bảng xếp hạng thứ 10 người. Chư vị không muốn trước tiên xuất thủ, cái kia tạp ra liền mở đầu. Hà công công cười nói, lập tức nhìn về phía âm nữ tinh, cao giọng mở miệng, tô mị ly, tạp ra cấp ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra tiên bảo, chúng ta tức khắc rời đi, tuyệt sẽ không có người làm khó dễ người âm nữ tinh. Tiếp theo, âm nữ tinh bên trong, thanh âm truyền ra. Ngươi một cái bất nam bất nữ lão thái bà, muốn ta âm nữ tinh bảo vật, nằm mơ nghe đến lời này hà công công trên mặt nội ý trong nháy mắt vô biên kéo lên tô mị ly người tự tìm cái chết hắn đời này đáng giận nhất nói chính mình bất nam bất nữ cái này một thoáng một chuôi nguyệt nha bộ dáng loan đao chính là từ hắn trong túi cản khôn bay ra bên trên hắn tản ra tam giai tiên bảo khí tức cái này loan đao tiên bảo bay ra đồng thời nghìn phong mà lớn dần biến đến vô cùng cự đại giống như một tôn trang khuyết mang theo kinh khủng phong mang hướng về âm nữ tinh trận pháp hung hăng oanh một cái âm nữ tinh bên trong đạo thứ năm cổ phong cắn răng mở miệng tiên lực điên cuồng quán thâu chiến thuyền bên trong ngăn cản đạo thứ năm bảo kiếp thiên lôi mà lúc này cổ phong thể nội tiên lực cũng đã kiệt quệ không có nửa phần do dự tức khắc xuất ra một thanh tiên đan nhét vào trong miệng cuồn cuộn dược lực từ cổ phong thể nội điên cuồng bộc phát ra lần nữa tiên lực thôi động oanh cũng tại lúc này cự đại tiếng oanh minh trực tiếp truyền ra không diệp đám người trong nháy mắt trong miệng tiên huyết phun ra cho dù tô mỹ ly giờ phút này sắc mặt cũng là vì đó tái đi lão già này mà cũng tại lúc này ngoại giới lại là một đạo thanh âm truyền đến tô tinh chủ khuyên người chính là giao ra bảo vật lão phu không muốn động thủ cái này thanh âm là bạch thường tiếu bảo vật này thuộc về ta âm nữ tinh bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ cướp đi tô mỹ ly trong mắt tràn đầy kiên quyết khàn giọng mở miệng oanh lập tức một đạo cửa đại tiếng oanh minh truyền ra. Hiển nhiên, Bạch Thường Tiếu cũng xuất thủ, đạo thứ 9, cổ phong nơi này, nhìn lấy cùng bên trên bầu trời, hạ xuống thiên lôi, hét lớn một tiếng. Tiên lực thiêu đốt phía dưới, chiến thuyền ngăn trở cái này một đạo thiên lôi. Tô Mị Ly đám người, cũng không nói lời nào, như cố toàn lực trèo trống. Âm nữ tinh bên ngoài, xuất thủ một lượt đi, tốc chiến tốc thắng. Vưu hiểu y giờ khắc này, rốt cục nhịn không được nói ra. Bởi vì nàng cảm giác được, cái kia vương cấp tiên bảo, muốn thành. Lời nói ở giữa, phư hiểu y, trực tiếp một đầu màu sắc rực rỡ trường lăng, chính là gào thét hiện ra. Chính có ý đó, thọ vân cũng là mở miệng, vung tay lên, một căn mộc chất quải trưởng, chính là bay ra. Bạch thường tiếu cũng là gật đầu, một thanh phi kiếm, chính là trực tiếp tế ra. Tốt, Dương Khải Thiên mở miệng, một bên đại ấn, bị hắn tế ra. Tam giai tiên bảo, tất cả đều là tam giai tiên bảo. Vưu hiểu y, Họ Vân, Bạch Thường Tiếu, Dương Khải Thiên, Hà Công Công, năm đại cường giả, đồng thời tế ra Tam giai tiên bảo. Năm kiện Tam giai tiên bảo, hung hăng đánh vào âm nữ tinh hộ tinh đại trận bên trên. Lập tức, trận văn tan vỡ hơn nửa, âm nữ tinh bên trên rầm rầm rầm, liên tục mấy đạo tiếng oanh minh truyền ra. Phốc, Tô Mị Ly, tiên huyết phun mạnh, cho dù là nàng, bây giờ cũng là thụ thương, Cổ Phong, chúng ta cản không được bao lâu, phải nhanh. Tô Mị Ly mở miệng lập tức một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào trận bàn bên trên. Còn lại rất nhiều trưởng lão, cũng là như vậy, nhao nhao bước ra tinh huyết ra trì trận pháp. Giờ khắc này, tại tô Mỹ Ly điều động phía dưới, toàn bộ âm nữ tinh tiên khí, đều là lưu chuyển, toàn lực rót vào trận pháp bên trong. Tô Mỹ Ly liều, rất nhiều trưởng lão liều, toàn bộ âm nữ tinh toàn bộ tu giả đều liều. Cái này toàn bộ, chỉ vì nhường cổ phong luyện chế ra bảo vật. Cổ phong nhìn về phía không trung, quát lạnh một tiếng, các người muốn cướp ta âm nữ tinh bảo vật, cái kia cũng phải có bản sự, tông chủ, ra tay đi, không cần thủ đoạn ẩn giấu. Đám người nghe nói, đều là sướng sờ, tô mị ly cũng là hơi sướng sờ, chính mình cũng liều mạng già, nơi nào còn có dấu giếm thủ đoạn gì. Tông chủ, người cái kia thần thông, cũng nên thi triển. Cổ phong nhìn về phía không trung, lần nữa cao giọng nói, lập tức nhìn về phía tô mị ly, nháy mắt mấy cái. Tô Mị Ly trong nháy mắt hiểu ý mở miệng, các người muốn động ta âm nữ tinh, ta Tô Mị Ly liền để cho các người nhìn xem, ta tinh thần thần thông lợi hại. Tô Mị Ly nơi này giống to về sau, cổ phong, bên này không chút do so dự, bên trong đan điền, thủy linh hải bên trong, vạn nguyên thủy trong nháy mắt gào thét lên. Một cái chớp mắt này ở giữa, cổ phong cả người khí huyết, toàn bộ hướng về bên trong đan điền thủy linh hải hiện ra. Cổ phong cả người, trong nháy mắt gầy một vòng, cũng tại lúc này, toàn bộ âm nữ tinh đều là trong nháy mắt rung động, trên trời dưới đất, vô biên thủy tiên khí, hướng về cổ phong nơi này điên cuồng hội tụ mà đến. Tô Mỹ Ly đám người, ánh mắt đều là hội tụ ở chỗ này. Bọn họ hiểu rõ, cổ phong muốn thi triển, cái kia kinh khủng tinh thần thần thông. Cổ phong bên này, như cũng đang tiêu hao tiên lực, quán thâu thất tinh chiến thuyền ngăn cản thiên lôi, mà một bên khác lại là điên cuồng thiêu đốt khí huyết. Theo khí huyết điên cuồng hội tụ, thủy linh hải bên trong vạn nguyên thủy sôi trào, tại âm nữ tinh bên ngoài, trên không, theo vô biên thủy tiên khí hội tụ, một cái khối cầu cực lớn hiển hiện. Hình cầu này, từ tiên khí ngưng tụ, đồng thời, tại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, phi tốc tăng trưởng. 10 trường, hai mươi trường, trăm trường, chẳng qua hô hấp ở giữa, chính là đi vào trăm trường. Đồng thời, hắn còn tại điên cuồng tăng trưởng, chẳng qua chớp mắt ở giữa, hắn đường kính đã tới ngàn trường. Hắn cũng đã giống như một khỏa cỡ nhỏ tinh thần, đồng thời, hắn đường kính còn đang tăng thêm. Không chỉ có vẻn vẹn âm nữ tinh, âm nữ tinh chu vi bên trong tinh không thủy tiên khí cũng là thuận theo hội tụ mà đến vưu hiểu y đám người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi bọn họ đều cảm giác được cái này thủy cầu to lớn bên trong vô cùng khí tức khủng bố mau lui lại vưu hiểu y mở miệng bay thẳng đến phía sau thọ vân đám người gặp tình hình cũng là điên cuồng lui ra phía sau còn rất nhiều tu giả giờ phút này không có lui ra phía sau muốn đi muộn cũng tại lúc này tô mỹ ly thanh âm từ âm nữ tinh bên trong truyền ra. Sau một khắc, cái kia đường kính vượt qua ngàn trượng, từ tiên khí ngưng tụ tinh thần, bỗng nhiên nổ tung. Oanh, vô cùng kinh khủng tiên lực, điên cuồng sụp đổ ra đến. Bây giờ, bởi vì vương cấp tiên bảo, cũng đã có tới hơn 500 tu giả vây công âm nữ tinh, cái này một thoáng, cái này hơn 500 người, tại cái này kinh khủng sức nổ dưới, trực tiếp toàn bộ bị tạc nổ bay ra ngoài. Vưu hiểu y đám người, cự ly tinh thần khá gần, cái này một thoáng, cũng là chịu cự đại tác động đến kinh khủng thủy triều, vài cái hô hấp về sau mới bình ổn lại. Vừa rồi vây công âm nữ tinh mấy trăm người, giờ phút này bị nổ bay đến tản mát các nơi, một cái máu me khắp người. May mắn là mọi người thấy cái này tinh thần thần thông, đều theo bản năng cách xa một chút, như vậy không có người tử vong, nhưng trọng thương lại là mấy trăm người. Cho dù là vưu hiểu y đám người, giờ phút này cũng là góc miệng mang huyết. Bọn họ hiểu rõ, nếu như vừa rồi chính mình chậm một bước nữa, cũng sẽ trọng thương chương 1797, Bảo Thành, âm nữ tinh bên cạnh, có một khỏa hoang vu không có sinh linh tồn tại thổ dân tinh thần, cự ly âm nữ tinh không xa. Vừa rồi cái này một thoáng, cái này thổ dân tinh thần, trực tiếp bị nổ tung một phần ba. Tất cả mọi người, nhìn lấy cái kia không trọn vẹn thổ dân tinh thần, đều là tê cả ra đầu. Tất cả mọi người, nhìn về phía âm nữ tinh, trong mắt kiêng kỵ đều là đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Bọn họ đều đã đoán được, vừa rồi cái kia kinh khủng thủy cầu, là thần thông chỉ có nắm giữ thiên địa linh vật mới có thể ngưng luyện ra thần thông mà cái này thần thông sự khủng bố hiển nhiên tại thần thông bảng bên trên bài danh cũng là dựa vào phía trước tồn tại chư vị cái kia vương cấp tiên bảo lập tức liền muốn thành lại không ra tay liền không kịp hà công công giờ phút này lau đi góc miệng vết máu mở miệng vưu hiểu y đám người ánh mắt biến hóa xác thực bây giờ là cơ hội cuối cùng cũng tại lúc này tinh thần bên trong một trận thanh âm truyền ra tinh chủ đại nhân đừng liều mạng phóng thích một lần thần thông là được ngài lại phóng thích âm nữ tinh thủy tiên khí đều muốn bị rút khô cút ngay đều đừng cản lão nương hôm nay lão nương liều coi như hủy âm nữ tinh cũng muốn đem lũ khốn kiếp này toàn bộ giết tinh chủ đại nhân không thể a à, đừng đừng lại thi triển cái này thần thông vừa rồi ngài vẻn vẹn đem thần thông thi triển một phần ba liền uy lực như thế ai cũng đừng ngăn cản ta tinh chủ ngài như thi triển ra toàn bộ uy lực thủy tinh thần chỉ sợ xung quanh tinh thần, đều muốn bị ngươi nổ tung. Nghe được cái này rất nhiều lời nói, cho dù mạnh như vưu hiểu y, mí mắt đều hơi hơi run rẩy một thoáng. Bọn họ mặc dù hiểu rõ, loại này thần thông, muốn thi triển cực kỳ khó khăn, nhưng ai cũng không dám cam đoan, cái này tô mị ly không có lần thứ hai thi triển năng lực, nếu quả thật như bọn họ nói, vừa rồi thần thông chỉ phóng thích một phần ba uy lực lời nói, cái kia một khi toàn lực thi triển, xác thực không cách nào tưởng tượng. Âm nữ tinh bên trong, Cổ Phong cũng đã gầy trơ xương, sắc mặt cực kỳ thảm bạch, hắn mở miệng lần nữa, "Tông chủ đại nhân, cầu ngài, không muốn liều mạng." Tô Mị Ly đám người, giờ khắc này, nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng cũng đã kính nể cực kỳ. Vừa rồi, Cổ Phong thi triển cái kia thần thông, các nàng xem tại trong mắt. Cái kia quả thật là thiêu đốt bản thân khí huyết, nhìn lấy Cổ Phong bây giờ gầy trơ xương bộ dáng, các nàng đều là ánh mắt phức tạp. Các nàng hiểu rõ, vừa rồi thi triển một lần kia thần thông, Cổ Phong cũng đã đạt đến cực hạn bất lực thi triển lần thứ hai. Tô Mỹ Ly thấp giọng đối với cổ phong nói, cổ phong, bọn họ sẽ mắc lừa sao? Coi như sẽ không mắc lừa, cũng có thể kéo dài một hồi. Chỉ cần một hồi, liền có thể, cổ phong mở miệng, lại là nhét vào trong miệng một nắm lớn đan dược. Trong nháy mắt, cổ phong khí huyết, bắt đầu điên cuồng tăng trở lại, mặc dù vẫn như cũ gầy gò, nhưng đã không phải là gầy chưa xương. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, thứ 16 đạo thiên lôi, bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, thất tinh chiến thuyền, tại tiếp nhận cái này thứ 16 đạo thiên lôi về sau, khí tức bỗng nhiên lột xác. Bên trên hắn vô biên quang mang chấp nhấp nháy ra, tứ dai, vương cấp hạ phẩm, cái này tiên bảo, rốt cục bước vào vương cấp hàng ngũ. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ đại hỷ. Tiên bảo, rốt cục thành, âu dương tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nàng cái này nhất sinh trí tại luyện bảo, nhưng nàng luyện chế ra bảo vật, mặc dù cổ quái kỳ lạ, nhưng nàng tối đa cũng liền luyện chế ra qua nhị giai tiên bảo, đừng nói vương cấp tiên bảo, cho dù là nhị giai tiên bảo, nàng cũng không có luyện chế ra qua. Cổ phong giờ phút này, trong mắt sáng lên, trực tiếp cao giọng mở miệng, cùng vui, Âu Dương trưởng lão, luyện chế ra vương cấp tiên bảo. Ta, Âu Dương tuyết xứng sờ, lập tức cũng là hiểu ý, lập tức mở miệng, ha ha, không uổng công ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm luyện bảo chi thuật, rốt cuộc để cho ta luyện chế ra vương cấp tiên bảo. Tô Mị Ly đám người, đều minh bạch, cái này cổ phong không muốn bại lộ quá nhiều, vô luận là đem thần thông thi triển đặt ở tô mị ly trên thân, hay vẫn là đem luyện chế ra vương cấp tiên bảo tên tuổi cấp Âu Dương Tuyết, đều là như vậy. Tông chủ, các ngươi đều tới, cổ phong lập tức thấp giọng mở miệng, lập tức thôi động phía dưới, thất tinh chiến thuyền, biến hóa 10 triệu chiều dài. Tô mị ly đám người hiểu ý, âm nữ tinh toàn bộ đạt tới tiên đạo tu vi người, toàn bộ bên trên thất tinh chiến thuyền. Cổ phong nhìn về phía tô mị ly, mở miệng, tông chủ, hôm nay, chính là lập uy thời điểm. Lời nói này ở giữa, cổ phong mang theo sát lục khí tức. Tô Mị Ly nghe nói, trong mắt sáng lên, trùng điệp gật đầu. Không có Tô Mị Ly đám người trèo chống trận pháp, âm nữ tinh phía trên đại trận, bỗng nhiên tan vỡ. Lập tức, mấy trăm quần áo rách dưới tu giả, phi thiên mà đến, toàn bộ đi vào linh chủ phong phía trước. Bọn họ, tự nhiên là vì vương cấp tiên bảo mà đến. Phía trước nhất, chính là vưu hiểu y đám người. Bọn họ ánh mắt rơi vào thất tinh chiến thuyền bên trên, trong nháy mắt tập thể trong mắt sáng lên. Tứ giai tiên bảo, đây là tứ giai tiên bảo, mới có thể cầm giữ được khí tức. Tô tinh chủ, phía trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi, người cái này tứ giai tiên bảo, muốn bán bao nhiêu tiên thạch, ta mua. Vưu hiểu y nhìn về phía tô mị ly mở miệng, mua, ha ha, vừa rồi các người thật giống như là tới đoạt đi. Tô mị ly cười lạnh, bên người, âm nữ tinh đám người, cũng tự nhiên đều đang cười lạnh. Bọn họ đều minh bạch, nếu không có cổ phong vừa rồi thi triển thần thông chấn nhiếp, nếu không có bây giờ tứ giai tiên bảo nắm trong tay, bọn họ sớm đã cướp đoạt. Cổ phong nơi này, đáy mắt biểu lộ lạnh ý, trong túi càn khôn, cũng đã xuất ra trọn vẹn 10 vạn tiên thạch, ném vào thất tinh chiến thuyền trận pháp bên trong. Giờ khắc này, cái kia hà công công cười lạnh mở miệng, tô mị ly, đừng quá đề cao bản thân, ngươi là cái thá gì, ngươi âm nữ tinh lại tính là thứ gì, hôm nay chúng ta. Ngươi tự tìm cái chết, tô mị ly, giờ phút này quát lạnh một tiếng. Cũng tại lúc này, cổ phong bàn tay đặt tại thất tinh chiến thuyền bên trên, cửu lôi trái tim bên trong, lôi điện trực tiếp gào thét hiện ra, chui vào chiến thuyền bên trong. Trong nháy mắt, chiến thuyền hào quang nộ phóng, thân thuyền bên trên, một tòa trận pháp, trực tiếp hiển hiện, tiếp theo, một chuôi đen như mực cổ điển chiến đao hư ảnh, từ một tòa trận pháp bên trong, bỗng nhiên bay ra. Cái này cổ điển chiến đao quấn quanh lấy xích sắc hồ quang điện, tản ra trói mắt quang mang, này khí tức, kinh khủng tới cực điểm. Trong nháy mắt, Phương hiểu y đám người, ra đầu không khỏi hơi tê tê. Siêu, cũng tại lúc này, cái này chiến đao bỗng nhiên bay ra. Tốc độ nhanh chóng, hóa thành một đạo hắc quang. Hắc quang này, thẳng đến Hà Công Công. Hà Công Công thân là tiên đạo tam giai cường giả, phản ứng cũng là rất nhanh. Lúc mấu chốt, một bên tam giai tiên bảo tấm chắn, trực tiếp gọi ra, ngăn tại trước người. Bành, tại mọi người ngẩn người bên trong, cái này chiến đao hư ảnh hồng sắc điện quang lấp lánh phía dưới, hẳn là đem cái kia tam giai tiên bảo trực tiếp xuyên thùng. Phốc, tiên huyết bắn tung tóe, một chân, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, từ không trung rơi xuống. A à, a, à, Hà Công công thống khổ phía dưới, dung nhan cũng đã vặn vẹo, hắn lên tiếng gào thét, bưng bít lấy chính mình đùi phải. Giờ phút này, hắn đùi phải cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến cái cảnh này, tất cả mọi người cùng nhau hít vào mấy cái lãnh khí. Hà Công công chính là tiên đạo tam giai đỉnh phong cường giả tại linh tham tiên nhân bảng bên trên, cũng là xếp hạng thứ 10 tồn tại, lại bị dễ dàng như thế, liền chặt đứt một chân, lại không có chút nào năng lực chống cự. Vương cấp tiên bảo, kinh khủng như vậy, cổ phong ánh mắt đảo qua vưu hiểu y đám người nhạt nói, tông chủ, người nói, cái kế tiếp, tuyển ai đây? chương 1798, trung tăng lên. Cổ phong vừa nói, ánh mắt tại vưu hiểu y, thọ vân, bạch thường tiếu, dương khải thiên trên thân đảo qua. Mấy người kia, theo bản năng, sắc mặt đều là biến đổi. Vương cấp tiên bảo kinh khủng, bọn họ là kiến thức, một kích phía dưới, liền chạm Hà Công công một chân, vừa rồi nếu như Hà Công công tránh chậm một chút, chỉ sợ đều muốn trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Tô Mị Ly nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Tuyết mở miệng, "Âu Dương trưởng lão, cái này vương cấp tiên bảo là ngươi luyện chế ra, liền do ngươi làm quyết định đi." "Cái này, ta xem một chút." Âu Dương Tuyết cũng là cười một tiếng, âm nữ tinh đám người, nhìn xem vui hiểu y đám người khó coi sắc mặt, lúc này trong lòng vô cùng thoải mái. Giờ phút này, Hà Công Công mở miệng lần nữa, chư vị, vương cấp tiên bảo, bọn họ chỉ có một cái, tối đa chỉ có thể đánh lui một người, chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể đem bảo vật này cướp đến tay. Chính có ý đó, vưu hiểu y mở miệng, thọ vân, bạch thường tiếu trong mắt cũng là hiện lên vẻ ác liệt. Muốn chiến, vậy liền đánh đi, tô mị ly trong mắt cũng là chiến ý dâng lên, mà cũng ở đây dương cung bà kiếm thời điểm, Bên trên bầu trời một đạo thanh âm truyền đến. Tất cả dừng tay đi, lời nói ở giữa, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo hư huyễn thân ảnh hiển hiện. Hiển hiện, hiện thân ảnh này, trên thân tản ra tiên đạo tứ giai khí tức, tại Linh Tham Tinh khu, duy nhất Tiên Vương, Bạch Tham Tiên Vương. Bái kiến Tiên Vương đại nhân. Mọi người thấy Bạch Tham Tiên Vương thần hồn phân thân phủ xuống, tức khắc cùng nhau một xá. Ân, Bạch Tham khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Âu Dương Tuyết trên thân, bảo vật này là ngươi luyện chế? chính là tiểu nhân, Âu Dương Tuyết tức khắc mở miệng, rất không tệ, Bạch Tham nhạt nói, ánh mắt tại Tô Mỹ Ly bên người đảo qua, cuối cùng tại cổ phong nơi đó, nhìn nhiều. Tiếp theo, nàng quay người, nhìn về phía vưu hiểu y đám người, được, hôm nay là sự tình, đến đây là kết thúc, đều tán đi. Tán, Hà Công Công gặp tình hình, tức khắc cắn răng mở miệng, tiên vương đại nhân, việc này. Siêu, cũng tại lúc này, Bạch Tham tiên vương ống tay áo tùy ý hất lên. Cái này hất lên phía dưới, một đạo đại lực gào thét mà tới, trực tiếp đem Hà Công Công rút bay ra ngoài. Đám người trong mắt vẻ kính sợ, đạt đến cực hạn. Mặc dù Hà Công Công bị đoạn một chân, nhưng như vậy tiện tay liền quất bay, tiên vương thực lực, quả thật là khủng bố. Âm nữ tinh người, cũng đã lưu thủ, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở vương cấp tiên bảo một kích lực lượng. Bạch tham tiên vương, lạnh lùng một câu, Hà Công Công không dám lại mở miệng, phía trước bản vương không có xuất thủ, nếu như bảo vật này luyện chế phía trước, các ngươi có thể cướp đi, bản vương sẽ không hỏi đến, mà tiên vương bảo vật đã thành, lại đi tranh đoạt, nhất định tử thương thảm trọng. Còn có 5 năm chính là kim bằng đan võ đại hội, ta linh tham tinh khu bài danh, không cho phép có sai lầm, việc này đến đây chấm dứt. Bạch tham tiên vương, cuối cùng mở miệng, là, tiên vương đại nhân, vưu hiểu y đám người, cùng nhau ôm quyền mở miệng. Trong lòng bọn họ tiếc nuối, nhưng cũng biết tiên vương cách làm là chính xác, hôm nay chân chính huyết tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng không biết ai thắng ai thua nhưng nhất định tử thương thảm trọng đám người trước sau rời đi âm nữ tinh đặc biệt là hà công công rời đi thời điểm trong mắt mang theo oán độc tâm ý đám người rời đi âm nữ tinh đám người bên này đáy lòng rốt cục thở phào giờ phút này bạch tham tiên vương nhìn về phía cổ phong mở miệng cổ phong tại cổ phong nhạt nói đan võ đại hội bên trên đan đạo cùng võ đạo riêng phần mình chiếm đoạt một nửa thành tích vì ta linh tham tinh khu, người phải toàn lực ứng phó. Bạch tham nhìn về phía cổ phong, nghiêm mặt mở miệng. Cổ mỗ tự nhiên làm hết sức, cổ phong mở miệng, bạch tham lại là thật sâu xem cổ phong liếc mắt, lập tức thân ảnh tiêu tán. Bạch tham tiên vương cũng là rời đi, đám người tâm, cũng là triệt để buông xuống. Trải qua việc này, tất cả mọi người có loại tại sinh mệnh danh giới đi khắp một vòng cảm giác, nếu như vừa rồi thật động thủ, thật thắng bại khó đoán. Cổ phong, lần này nhờ có ngươi. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, đám người đều là nhìn về phía Cổ Phong, tông chủ quá khen, chuyện lần này đều là ta rước lấy, ta có thể luyện chế thành cái này tiên bảo, còn muốn cảm tạ đại gia. Cổ Phong mở miệng cười, hôm nay nếu không có Tô Mị Ly đám người toàn lực ngăn cản, chính mình quả thật luyện chế không ra cái này tiên bảo. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt thần sắc nhỏ bé hơi biến hóa, Cổ Phong, người có thể tử, bản tông đã biết, người vì âm nữ tinh lập xuống công lớn như vậy nếu như là cần thị nữ loại hình cũng có thể lựa chọn một người không cần một cá nhân quen thuộc cổ phong nghe xong trực tiếp cự tuyệt tô mỹ ly không nói gì hồng diệp đám người nhìn xem cổ phong cũng là không có mở miệng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cổ phong vừa định ngôn ngữ tô mỹ ly lại là mở miệng cổ phong âm nữ tinh mãi mãi cũng là ngươi nhà ta sẽ nhớ kỹ cổ phong gật gật đầu đem chiến thuyền thu hồi trở lại động phủ mình bên trong Tô Mỹ Ly không có rời đi, đại gia trong lúc nhất thời, đều không có tán đi. Triệu Đồng Nhi hỏi, sư tôn, ngươi vì sao lại đột nhiên nói lời như vậy? Cổ phong rời đi thời gian, chỉ sợ sẽ không quá xa. Tô Mỹ Ly lời nói hạ xuống, quay người rời đi. Còn lại chúng nữ, đều có tâm tư cũng là rời đi. Động phủ bên trong, cái này chiến thuyền phẩm dai, rốt cục đạt tới tứ dai. Cổ phong cảm thán một câu, cái này tiên bảo chiếm được không dễ dàng, chẳng qua cái này toàn bộ đều đáng giá, có bảo vật này tại, về sau cho dù đối mặt tiên vương cũng có thoát đi năng lực. Cổ Phong tiếp tục chỉnh lý thu hoạch, còn lại đồ vật liền không có cái gì quá đặc thù, duy nhất chính là cái kia đính hồng tiên hạc trứng. Vật này là theo Bạch Thường Tiếu nơi đó đoạt được, cái này trứng một khi ấp ra, chậm rãi bồi dưỡng, tương lai chính là tiên thú. Nhưng tiên thú, Cổ Phong là thật không thiếu, không không còn chưa thức tỉnh, không biết vật này không không có thể hay không thôn phệ. Cổ Phong nghĩ đến, đem không không xuất ra bây giờ không không, biến thành một khối một người độ cao thạch đầu. Thạch đầu kia, cùng bình thường thạch đầu nhan sắc không sai biệt nhiều, hắn hiện lên lấy từng đạo từng đạo cổ điển hoa văn. Người cái này linh sủng, một khi bước vào tiên đạo, chỉ sợ bất phàm. Lão ngư mở miệng, cổ phong không có nhiều lời, đem cái kia đính hồng tiên hạc trứng, tới gần không không biến thành cổ thạch. Mới vừa tới gần cổ thạch, bên trên hắn một đạo đạo văn đường, chính là khuếch tán hiện ra, trực tiếp khuếch tán đến trứng bên trên, như vậy từng đạo từng đạo sinh mệnh bản nguyên khí thức, từ trong trứng chảy xuôi hiện ra, toàn bộ bị không không hấp thu. Rất nhanh, cái này trứng, hóa thành toái phấn, mà không không khí thức, nhưng là càng cường. Nhanh thức tỉnh đi, cổ phong nhìn xem cái cảnh này, thầm nói. Chỉnh lý xong toàn bộ, cổ phong ánh mắt, không khỏi rơi vào cửa động phủ, cái kia như cũng đứng nghiêm trung trên thân. Bởi vì có chung, tu hành thời điểm, cổ phong cực kỳ yên tâm. Mà chung tu vi, chỉ có tiên đạo nhất giai, cũng đến lúc nên tăng lên thời điểm. Tiếp xuống 7 ngày bên trong, Cổ Phong đem toàn bộ kim thuộc tính tiên bảo, mặc kệ nhất giai, nhị giai, toàn bộ luyện hóa đến trung thể nội. Trung thể nội, dung hợp hoàng kim tộc trận pháp, chỉ cần là kim thuộc tính đồ vật, đều có thể luyện hóa. Chương 1799, Tôn Vũ Nhi độ kiếp. Mà Cổ Phong đạt được những cái này tiên bảo bên trong, đại bộ phận đều là kim loại luyện chế tiên bảo. Tại dung hợp 263 kiện nhất giai tiên bảo về sau, Trung khí tức, rốt cuộc lột xác, đạt tới tiên đạo nhị giai. Về sau, cổ phong lại đem 13 kiện nhị giai tiên bảo dung hợp luyện chế trong đó, hắn khí tức đạt tới tiên đạo nhị giai đỉnh phong, nhưng cự ly tiên đạo tam giai, còn kém một bước. Còn thiếu một chút, cổ phong tự hỏi, lấy chính mình bây giờ chiến lực, chung chỉ có đạt tới tiên đạo tam giai, mới có thể chân chính đến giúp chính mình. Cái kia ám ma chảo, cũng là kim thuộc tính. Giờ phút này, lão ngư mở miệng, cổ phong nghe xong, trong mắt sáng lên, không có nửa điểm đau lòng, đem tam giai tiên bảo ám ma chảo, chính là dung hợp luyện chế đến trung thể nội. Trung khí tức, rốt cục lột xác đến tiên đạo tam giai. Trung, cổ phong nhìn về phía trung, mở miệng, trung bàn tay phải trong nháy mắt biến đổi, biến thành một đầu hoàng kim thú chảo, cái này dung hợp tại tay phải bên trong, chính là ám ma chảo. Xử lý xong cái này toàn bộ, cổ phong xuất ra luyện yêu lô, tiếp tục luyện đan. Thời gian từng ngày trôi qua. Tiếp xuống thời kỳ, cổ phong mỗi ngày không phải luyện đan tu luyện, chính là giảng đạo. Cổ phong ngày giảng đạo, bây giờ hội tụ mà đến người nghe, chính là so với tô mị ly tự mình giảng đạo nhiều hơn. Cổ phong tuế nguyệt ý cảnh, có thể cảm ngộ người, không nhiều lắm. Trong đó có thiên phú nhất, không phải mấy vị trưởng lão, ngược lại là cái kia tôn vũ nhi. Về phần cái khác không cách nào cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh người, cổ phong truyền thụ cho bọn hắn định thân thuật. Tiên thuật, định thân thuật, mặc dù là lấy tuế nguyệt ý cảnh diễn hóa hiện ra nhưng đơn thuần học tập cái này tiên thuật cũng không phải không thể lại độ khó sẽ thấp một chút như vậy mấy cái trưởng lão định thân thuật tu hành đều có tiến triển đồng thời mỗi ngày luyện đan phía dưới cổ phong đan đạo tạo nghệ cũng là dần dần sâu sắc thêm luyện đan xác suất thành công cũng là càng ngày cũng càng cao chẳng qua luyện chế thất bại cũng là bình thường sự tình nhưng mỗi lần luyện chế sau khi thất bại xuất hiện khói đen đều bị cổ phong lấy theo Âu Dương Tuyết nơi đó chiếm được hắc dương loa hấp thu, biến thành từng cái từng cái hắc sắc quang cầu. Cái này hắc sắc quang cầu, tại cổ phong nơi này, góp nhặt càng ngày càng nhiều. Đào mắt ở giữa, thời gian 5 năm trôi qua, cự ly bách tinh hội võ, cũng chỉ có một ngày thời gian. Động phủ bên trong, vù, đan lô truyền ra một trận vù vù, lập tức, một trận đan hương, chính là truyền ra. Mở ra đan lô, trong đó, là bảy khỏa tản ra nồng đậm đan khí thủy linh huẩn nguyên đan. Ta luyện đan sát xuất thành công cũng đã đạt tới 8 thành. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bây giờ Cổ Phong luyện chế 10 lô đan dược sẽ luyện chế thành công 8 lô. Muốn hiểu rõ, Cổ Phong luyện chế chính là nhị giai tiên đan. Như vậy, hiện tại chủ yếu Cổ Phong tham gia đan bia khảo hạch cũng đã có thể vững vàng thông qua khảo hạch, trở thành một tên nhị giai bát lô đan sư. Thực tế bên trên, sát suất thành công có thể đạt tới 5 thành, liền rất cao. Mà đạt tới 6 thành liền có thể tiến hành xuống một giai đoạn đan sư đánh giá. Cho nên, rất nhiều đan sư, tỉ như trở thành nhị giai lục lô đan sư về sau, liền sẽ không tiếp tục nghiên cứu nhị giai đan dược, bắt đầu thử nghiệm luyện chế tam giai đan dược, chuẩn bị bước vào tam giai. Có rất ít, giống cổ phong như vậy, đã trở thành bát lô đan sư, còn tại luyện chế. Bất chi bất giác, đi vào tinh không 10 năm, bây giờ, ta thủy linh hải bên trong, tiên lực cũng đã chiếm cứ chín thành, còn thiếu một chút, ta liền có thể thử nghiệm độ kiếp tiến vào tiên đạo nhị giai. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh, 10 năm tu luyện tới tiếp cận tiên đạo nhất giai đỉnh phong, tốc độ như vậy là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tiên nhân thọ nguyên 10 vạn năm, tăng lên nhất giai tu vi, hao phí mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đều là cực kỳ bình thường sự tình, mà Cổ Phong vẻn vẹn dùng 10 năm. Cũng tại Cổ Phong cái này cảm thán thời khắc, ngoại giới một trận thanh âm truyền ra. Có người độ kiếp, là thăng tiên kiếp, mau đi xem một chút. Cổ phong mắt sáng lên, cái này thăng tiên kiếp, tại tiên giới, là cùng hạ giới phi thăng thời điểm, độ kiếp không sai biệt nhiều. Đây là võ đạo, hướng tiên đạo lột xác kiếp, nói cách khác, bây giờ âm nữ tinh bên trong, có người lại thử nghiệm trùng kích tiên đạo. Âm nữ tinh, tiên đạo tu giả, chỉ có 14 người, bây giờ thêm một cái tiên đạo tu giả, cổ phong nơi này tự nhiên trong lòng cũng là vì âm nữ tinh cao hứng. Lập tức, cổ phong bước ra một bước động phủ, hướng về khí thức kia vị trí phương hướng mà đi. Tại cổ phong đến thời điểm, nơi này cũng đã vây xem không ít người. Độ kiếp này địa phương, chính là tại linh chủ phong hạ bộ, cái kia ba bia phía trước đạo tràng bên trên. Mà cái kia bị mọi người tại nơi xa vây xem, chính tại người độ kiếp, không là ai khác, chính là Tôn Vũ Nhi. Cũng đã chịu qua 9 tầng thiên lôi, chỉ kém cuối cùng một tầng. Ta âm nữ tinh, người thứ 15 tiên đạo tu giả, tại hôm nay sẽ sinh ra sao? Nhất định có thể, nhất định có thể. Đám người nhìn xem chăm chú, rất nhiều người, đều là tông môn đệ tử, nhìn xem chính tại độ kiếp tôn Vũ Nhi, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, đồng thời mang theo chúc phúc. Không Diệp đám người, giờ phút này cũng tới, đều đang vây xem bên trong. Tất cả mọi người, cự ly đều xa một chút, giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Chính là tô Mị Ly, tự mình đến, sau lưng mộ dung cơ, ba cái khách khanh trưởng lão, cũng là đến. Thăng tiên kiếp, hết thảy muốn tiếp nhận 10 tầng thiên lôi, bây giờ cũng đã vượt qua 9 tầng, có thể nói, cái này Tôn Vũ Nhi cự ly chân chính bước vào tiên đạo, chỉ có cách xa một bước. Tiên đạo tu giả, đối với một khỏa tinh thần trọng yếu, không cần nói cũng biết. Việc này, đủ để cho Tô Mị Ly xuất hiện, nghe được Tô Mị Ly lời nói, đại gia tức khác lại là cách xa một chút, tất cả mọi người hiểu rõ, lúc này mấu chốt nhất, không thể nhận mảy may quấy dày. Oanh, bên trên bầu trời, mây đen bên trong sấm sét vang dội. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tầng thứ 10 Thiên Lôi sắp hạ xuống. Toàn bộ đạo tràng lặng ngắt như tờ, chỉ có bên trên bầu trời tiếng sấm vang động. Tôn Vũ nhi giờ phút này sắc mặt thảm bạch, mình đầy thương tích, hiển nhiên nàng cũng đã hầu như đạt tới giới hạn nhất định. Hôm nay nàng vốn là đến nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới đột nhiên dẫn động thăng tiên kiếp, lần này ứng đối thăng tiên kiếp, nàng chuẩn bị cũng không đầy đủ. Nàng ánh mắt hướng về chu vi, nhìn lại, nàng chứng kiến phần đông trưởng lão, thậm chí còn có khách khanh trưởng lão còn có tông chủ đến. Trong nội tâm vui vẻ, mà khi nàng nhìn thấy Cổ Phong thời điểm, trên mặt trong nháy mắt biểu lộ vẻ vui thích. Đối với Cổ Phong, trong nội tâm cảm kích, vô pháp ngôn ngữ, nếu không có tại Cổ Phong nơi này nghe đạo 10 năm, Tôn Vũ Nhi sẽ không đột phá nhanh như vậy. Cổ Phong hướng về phía Tôn Vũ Nhi cười nhạt một tiếng, gật gật đầu. Cổ trưởng lão tại đối với ta cười, đối với ta gật đầu, ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Tôn Vũ Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, nhìn về phía không trung cũng tại lúc này không trung mây đen bên trong một đạo thô to lôi điện cột sáng bỗng nhiên bổ xuống tuế nguyệt giờ khắc này tôn vũ nhi nhìn, nhìn về phía bên trên bầu trời thiên lôi một thanh quát lên cái này quát lên trong nháy mắt nam thần hồn lực lượng điên cuồng vận chuyển đứng lên tuế nguyệt ý cảnh bỗng nhiên điên cuồng bộc phát